Xin chào tất cả các bạn, các anh chị em, tư vấn viên, rồi tất cả các những người khách mời, những con người yêu sức khỏe, những con người yêu tự do, những con người yêu cống hiến, yêu sự phát triển bản thân và phát triển kinh doanh, thích giúp đỡ người khác, đến tham dự cái buổi chia sẻ ngồi một chỗ kinh doanh toàn cầu của hệ thống S69, hệ thống đang tham gia nhất hành tinh ngày hôm nay. Và chúng ta biết là ngày hôm nay chúng ta đang có một cái sự phát triển rất là tuyệt vời. Đấy, chúng ta đang có một cái cơ hội phải nói là giúp cho chúng ta thực sự có một cái cuộc sống giàu ý nghĩa, một cái cuộc sống đẹp như mơ. Chính vì vậy mà sau hơn 5 năm rưỡi phát triển, chúng ta đã giúp được hàng trăm nghìn con người bảo vệ và phục hồi sức khỏe, hàng nghìn người thay đổi chất lượng cuộc sống. Đấy, và chúng ta đang có những cái điều rất là tốt đẹp trong cuộc đời này. Và trong một cái thời điểm, cái thời khắc này, bản thân chúng ta cũng cần phải lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp đó đến cho cộng đồng, đến cho người khác. Và chúng ta tìm những con người đồng chí hướng, chúng ta tìm những con người đồng tâm, đồng chí hướng cùng những cái giá trị cống hiến giúp đỡ người khác, làm cho mình tốt đẹp hơn, những người xung quanh tốt đẹp hơn và cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy, chúng ta cần rất là nhiều những con người có những cái khát vọng thay đổi, những con người có một cái lòng tốt như vậy. Đấy, và chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta đang ngày đêm học tập, huấn luyện và đào tạo, ngày đêm chia sẻ và sử dụng cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sử dụng những cái phương tiện siêu kết nối để chúng ta lan tỏa những cái điều tốt đẹp đó đến cho cộng đồng, để tìm những con người vô cùng tuyệt vời cùng với chúng ta để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu chia sẻ với rất là nhiều những tư vấn viên tuyệt vời. Đấy, để giúp cho chúng ta có những cái cảm xúc, có những cái góc nhìn đa chiều về một cái môi trường, về một cái phương tiện nó đang tạo ra những cái làn sóng phát triển như vũ bão tại Việt Nam và đang lan tỏa ra thế giới. Và một trong những cái người mà đang có một cái tốc độ phát triển rất là nhanh. Đấy, và bạn chỉ trong một thời gian rất là ngắn hợp tác cùng tập đoàn Sức khỏe CV đã tạo ra những cái kỷ lục và đang lãnh đạo một cái đội nhóm đang phát triển như vũ bão. Đấy, và bạn sẽ chia sẻ cái câu chuyện bản thân của bạn, chia sẻ tại sao bạn lại lựa chọn Sibri, tại sao lại lựa chọn S69, và cái sự lựa chọn đó nó mang lại cho cuộc sống của bạn và những con người tin đi theo bạn hiện như thế nào, và mở ra một cái bức tranh tương lai ra làm sao. Rồi cái phương tiện Sibri nó có gì khác biệt, nó có gì vượt trội, nó tại sao nó lại tuyệt vời, tại sao chúng ta lại nên lựa chọn nó. Thì ngay bây giờ Cường sẽ giới thiệu, bạn sẽ chia sẻ. Mặc dù trước đây đã rất thành công trong lĩnh vực truyền thống, là chuyên gia dinh dưỡng, là một nhà khoa học về công nghệ sinh học, đã am tường về sinh học, rồi là một nhà đào tạo, một doanh nhân trong kinh doanh truyền thống. Đấy, và bạn đã quyết định lựa chọn Sibri, lựa chọn S69 để xây dựng cái sự nghiệp của mình và giúp những con người khác tin đi theo mình. Và xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp của tập đoàn Sức khỏe Sibri, Anna Nguyễn. Anna tự bật mic. Xin mời Anna bật mic. Dạ vâng ạ. Xin chào thủ lĩnh vàng quốc gia Trung Huy Cường và tất cả các anh chị em, tất cả các bạn tư vấn viên cũng như là các anh chị em hôm nay đến đây để tìm hiểu một cái cơ hội kinh doanh. Thì tôi xin tự giới thiệu một chút ạ. Tôi tên đầy đủ là Nguyễn Thị Vân Anh, mà mọi người hay gọi là Anna. Năm nay tôi 35 tuổi, và như thủ lĩnh của chúng ta đã có giới thiệu sơ qua, thì bản thân Anna là một cái người mà rất là yêu về phát triển bản thân. Đồng thời là Anna học sinh học từ năm có 15 tuổi thôi, cho nên tôi rất là thích những cái sản phẩm sinh thái sạch. Tôi luôn luôn mơ ước là một ngày nào đấy tôi có thể cung ứng ra thị trường được những cái sản phẩm nào đấy mà nó thực sự tốt và giúp cho cải thiện sức khỏe một cách thực sự, chứ không phải đơn giản chỉ là một số những cái sản phẩm mà làm chỉ vì lợi nhuận. Và đồng thời thì tôi lại muốn có một cái doanh nghiệp triệu đô. Tôi cho rằng là cái doanh nghiệp triệu đô ấy nó mới xứng đáng với bản thân mình. Vì vậy cho nên là tôi đã chọn một cái con đường là mở doanh nghiệp. Sau một cái thời gian mà cũng đi làm công và làm những quản lý cao cấp, thì tôi quyết định là tôi sẽ mở doanh nghiệp, và doanh nghiệp của tôi cũng là làm về dinh dưỡng luôn.
tức là cũng tôi cũng tự sản xuất những sản phẩm về dinh dưỡng để phân phối cho mọi người, và không những thế tôi cũng còn đưa ra tất cả những cái liệu trình mà tốt cho sức khỏe cho mọi người nữa. Và tôi nghĩ rằng là lúc đầu tôi nghĩ rằng là chỉ cần là mình có trí tuệ này, mình có sự nỗ lực này, và cái lĩnh vực này lại là cái lĩnh vực mà rất là nhiều người quan tâm, thì chắc chắn là mình sẽ có doanh nghiệp triệu đô. Thế còn sự thật thì sao ạ? Sự thật là khi mà tôi bắt đầu làm á, thì cũng vô cùng hào hứng, và tôi cũng đã có những cái thu nhập từ 50 đến 100 triệu một tháng. Sau đó tôi muốn mở rộng quy mô lên, và khi tôi mở rộng quy mô lên thì cái gọi là cái trục trặc nó bắt đầu xuất hiện. Và lúc đó đã có những cái giai đoạn mà tôi đã bán được khoảng 300 đơn hàng một ngày rồi, thế nhưng mà tôi vẫn không thấy tiền đâu, và dòng tiền thì cứ âm liên tục, và cái khối lượng nợ của mình nhiều hơn. Mặc dù là công việc kinh doanh của mình phát triển, nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy rác quá là nặng nề. Và đến một ngày thì tôi cùng với cả những người đồng hành của tôi ngồi xuống và nói rằng là rõ ràng là mình đang làm rất là tốt. Bạn có biết là chi phí quảng cáo một tháng, mà có những tháng của Anna là cũng phải lên đến 500-600 triệu một tháng, chỉ chi phí quảng cáo thôi. Thế mà mình vẫn không nhìn thấy dòng tiền và không thấy kết quả gọi là dòng tiền dương, ghi nhận doanh thu, nhưng mà có rất là nhiều những cái trục trặc trên đường, rồi người ta không nhận hàng, ở rất là nhiều những cái thứ khác nhau. Thế tôi phát hiện ra là tôi phải làm sao đấy để có thể xây dựng được một hệ thống phân phối gồm những nhà phân phối mà sẽ làm việc cùng với mình. Và cuối cùng thì khi mà trong cái hành trình mà tôi đi tìm hiểu như thế, thì tôi cứ luôn luôn thắc mắc là mình đã chọn đúng cái lĩnh vực là chăm sóc sức khỏe rồi, tại sao mà lại có thể không có tiền được. Và tôi cứ vật lộn mãi như vậy, thì tôi bắt đầu tìm hiểu tất cả các cái mô hình về network marketing đang có ở trên thị trường Việt Nam, đồng thời tìm hiểu tất cả các cái mô hình hệ thống mà đang có ở thị trường Việt Nam. Và khi mà tôi biết đến sản phẩm của Sibri á, thì tôi được cầm cái quyển catalog trong tay. Lúc đấy là có một người đưa tôi cái quyển catalog này, và tôi phát hiện ra là sản phẩm nó rẻ hơn sản phẩm do tôi tự làm. Và tôi biết là cái vùng nguyên liệu sạch như thế là sản phẩm và công nghệ tốt như thế là tốt hơn tôi tự làm. Tôi bắt đầu suy nghĩ là nếu bây giờ mà mình tự làm thương hiệu của mình thì cũng được, nhưng mà 30 năm sau mình mới có được một đế chế như thế này. Lúc đấy là tôi 65 tuổi rồi, quá già. Mà tôi cảm giác là nếu như bây giờ cái sự vật vã về tiền bạc của tôi á, mà nó vẫn đang còn như hiện tại, mà thêm 5 năm nữa chắc là tôi chết trước khi mà tôi kịp thấy cái thành quả của tôi. Vì nó quá là áp lực. Đồng thời là bạn biết không, trong suốt cái thời gian mà làm doanh nghiệp ấy, thì tôi không hề gặp gỡ một ai cả. Cả ngày tôi chỉ ở công ty, nào là làm hàng này, rồi lên công thức hàng này, rồi lo vốn này. Xoay vốn là một cái thứ mà đau khổ nhất mà tôi cảm nhận được, và tôi không có thời gian để làm việc với hệ thống nhà phân phối. Vì đấy mà cái công việc của tôi dường như là không thể phát triển được. Và tôi quyết định là đến và tìm hiểu Siberian. Tôi biết là mình là một người yêu tự do, và mình rất là muốn giúp đỡ người khác. Cái thứ mà làm cho tôi vô cùng đau đớn ấy là tôi có một người cháu trong cả dòng họ tôi yêu cái bạn ấy rất là nhiều. Nếu mà nhắc đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy là có một chút xúc động, bởi vì là người ta cũng rất là muốn hợp tác với mình, và tôi cũng rất là mong muốn có thể làm những gì tốt nhất cho bạn ấy. Thế nhưng mà sau hơn một năm hợp tác thì tức là công ty của tôi không thể phát triển được, và bạn ấy buộc lòng bạn ấy phải đi làm một công việc khác. Và lúc đấy tôi thấy rằng là nếu mà mình không thể tạo ra được một cái môi trường mà làm cho người khác đi theo mình, tin tưởng mình, đi theo mình mà họ cũng được tự do về tài chính, thì thực ra mình không thể nào mình có thể giữ họ lại được lâu dài, và mình cũng cần phải một cách nhẹ nhàng thoải mái để có thể để họ đi theo sự lựa chọn của họ. Nhưng mà đấy là một cái nỗi đau ở trong lòng tôi, và tôi tha thiết muốn tìm một cái giải pháp nào đấy để có thể giải quyết được cái nỗi đau đấy. Vì cái điều mà tôi mong muốn không phải là một mình giàu có, mà tôi mong muốn là tôi có thể trao được giá trị nhiều hơn cho cộng đồng. Và rất nhiều người chỉ cần là có khát khao mà tin tưởng mình thôi, tin tưởng vào sự dẫn dắt của mình, thì họ sẽ đạt được điều đấy. Và thế là khi mà tôi tìm thấy đến Siberi, thì tôi phát hiện ra là sản phẩm của nó đã là rất là ngon rồi. Thế bây giờ tôi đã bắt đầu nghiên cứu đến mô hình kinh doanh rồi. Tôi thấy rằng là có những cái đặc điểm mà cả đời tôi có lẽ tôi cũng không ra được một cái chính sách hoa hồng như thế, tôi cũng không thể đăng ký được một chính sách hoa hồng như thế để nó hợp pháp. Và quan trọng hơn là gì các bạn biết không ạ? Quan trọng hơn là tôi bắt đầu nhìn thấy những giá trị tự do. Và khi mà tôi đến một OPP, tôi bắt đầu thấy là những con người học lớp 3 này, học hết lớp 8 cũng làm được này, nông dân cũng làm được này, rồi những chị là bán hàng tươi cũng làm được này. Bất kể mọi người xuất phát điểm ở đâu, từ già đến trẻ, mẹ bỉm sữa đều làm được. Thì tôi biết là bằng cái sự nỗ lực của mình ấy, nhất định là mình phải làm, và mình còn làm tốt hơn. Và tôi luôn luôn gọi là phát tín hiệu ra vũ trụ. Tôi nói rằng là con nguyện, chăm chỉ và nỗ lực từng giây từng phút một, chỉ cần cho con một cái cơ hội thôi. Chỉ cần cho con một cái cơ hội, mà con chỉ cần mang đến cho con một cơ hội là con sẽ nắm bắt nó, và không bao giờ con lãng phí nó một giây một phút nào. Vì thế cho nên khi mà tôi có được Siberian trong tay,
series trong tay và được trở thành nhà phân phối. Thì tôi thực sự với các bạn là tôi đã làm không dám bỏ lỡ bất kể một giây một phút nào. Bởi vì mình muốn là gì? Mình đã cầu nguyện như thế và khi mà vũ trụ mang đến cho mình một cơ hội như thế thì mình phải thực hiện đúng với cái lời cam kết của mình. Và ngày hôm nay bằng cái việc là tôi cũng có kết quả bước đầu sơ bộ, cũng như là mình cũng đã có xây dựng được một hệ thống những cái tư vấn viên. Trước đây tôi làm hơn 2 năm, tôi cũng không thể nào có thể có được cái đội hình mà hùng hậu và đầy nhiệt huyết như là trong quá trình mà tôi làm đến tháng này là tháng thứ 6. Và bởi vì như thế cho nên tôi rất là mạnh dạn đứng đây để mà chia sẻ với các anh chị em về cái cơ hội Siberia này. Và anh chị em nếu đã sẵn sàng thì chúng ta nên có thể giúp Anna giơ ngón tay cái để chúng ta có thể bắt đầu vào để chúng ta chia sẻ cái cơ hội kinh doanh cùng với Siberian Wellness. Và cái cơ hội kinh doanh của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là đây là một trong những cái cơ hội mà nếu như chúng ta có thể nắm bắt được thì đang ở một cái thời điểm là thiên thời địa lợi nhân hòa. Có những cách như sau khi mà bạn bước vào kinh doanh cùng với Siberia. Đầu tiên là bạn trở thành nhà tiêu dùng thông minh với mức chiết khấu là 25%. Và điều đặc biệt là mức chiết khấu này là dành cho tất cả mọi người. Chúng ta không có những đơn hàng lớn nhỏ gì, mua một hộp trà 100.000 hay mua một đơn hàng 50 triệu, chúng ta cùng hưởng một mức chiết khấu như nhau. Cho nên là cái người tiêu dùng sẽ là thông minh thực sự và mình cũng không sợ là phải mua sản phẩm mà bán gọi là giá khác hơn ở trên thị trường. Lựa chọn thứ hai là nếu mà bạn đang có một công việc và một ngày bạn đang có thời gian khoảng 2 đến 3 tiếng nhàn rỗi, đặc biệt là như cái thời điểm hiện nay thì rất nhiều người đang đi làm nhưng mà thực ra là nhàn rỗi, thì chúng ta sẽ có thể có được cái mức thu nhập là 12 đến 22 triệu. Lựa chọn số 3 là khi chúng ta xem đây là một công việc chính, chúng ta dành cho nó từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày và chúng ta làm việc nghiêm túc, thì lúc này chúng ta sẽ có mức thu nhập là 40 đến 105 triệu. Xem đây như một công việc chính thì chúng ta sẽ được tham gia vào dự án xe hơi và được những cái thưởng du lịch. Và cái cuối cùng là doanh nghiệp lớn. Khi mà buổi sáng ngủ dậy, thứ đầu tiên chúng ta nghĩ đến là Siberia, và đến khi buổi tối trước khi đi ngủ mình vẫn thấy mình đang làm công việc của Siberia, thì rất là nhanh chóng cái công việc chính của bạn sẽ chuyển lên thành doanh nghiệp lớn, và lúc này bạn sẽ có thu nhập là hơn 200 triệu, rồi có Mercedes, có biệt thự và rất là nhiều những cái chương trình tưởng thưởng khác. Anna giải thích chi tiết hơn một chút về cái việc mà mua hàng 25%. Ví dụ như mình mua hai sản phẩm là bộ ba thanh lọc và trà thanh lọc trà tê cleansing, giúp làm sạch cái hệ tiêu hóa của mình cũng như làm sạch cơ thể của mình ở cấp độ tế bào. Thì lúc này là cái số tiền mình mua sản phẩm á, là 660.000. Và như vậy tiền sẽ được chiết khấu lại cho mình 25% vào quỹ sức khỏe. Và sáng ngày hôm sau mình sẽ thấy liền 25% này, tức là mình sẽ được chiết khấu lại 150.000. Và cái tiền chiết khấu này sẽ được dùng để lặp lại tiêu dùng ạ. Đây là sự lựa chọn số 2 ạ. Thực ra mà nói, tất cả chúng ta đều nên xây dựng cho mình hơn một nguồn thu nhập. Bởi vì khi mà mình xây dựng cho mình được hơn một nguồn thu nhập thì cho dù là cái biến cố nó có xảy ra gọi bất khả kháng đến cỡ nào đi chăng nữa thì mình vẫn có cái cách để mà mình có thể chăm sóc gia đình của mình. Rõ ràng là các bạn cũng như là Anna thôi, chúng ta cũng thấy rằng là cái số tiền mà 12 triệu đến 22 triệu một tháng cũng là cái số tiền mà rất nhiều người đi làm chính mà không có được cái thu nhập như vậy. Thì ở đây chúng ta chỉ làm thêm thôi. Một ngày chúng ta làm từ 2 đến 3 tiếng thôi, chúng ta đã có cái mức thu nhập như thế này rồi ạ. Anna giải thích thêm về cái công việc chính. Khi mà mình làm công việc chính á, thì mình sẽ được có cái mức thu nhập lên 40 đến 105 nghìn. Đương nhiên bình thường khi mà chúng ta đi làm công á, thì chúng ta cũng dành 8 tiếng. Thì ở đây là khi đi làm công cho người khác, mình còn làm như thế, thì khi làm cho bản thân mình ít nhất mình cũng phải dành thời gian 8 tiếng và mình còn phải làm nghiêm túc hơn, đúng không ạ? Cái này là làm cho chính bản thân mình. Ngoài những cái thu nhập hàng tháng đều đặn như thế này thì chúng ta sẽ có cơ hội được sử dụng những sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe, tức là công ty có cái gì tốt nhất thì bạn có điều có thể mang về nhà được. Đó, vì cái cách gọi là cái lợi thế của người kinh doanh là như thế. Công ty có sản phẩm thì tốt nhất bạn đều có thể mang về nhà. Nữa là khi mà bạn phát triển nhanh thì bạn sẽ có được những cái chương trình gọi là thưởng bằng tiền mặt, thưởng bằng hàng cho những chương trình khởi động nhanh. Và những chương trình khởi động nhanh này thì nó có số tiền nó cũng được mười mấy đến ba mươi mấy triệu đến 50 triệu chứ không phải là ít đâu ạ. Và đồng thời bạn được tham dự dự án xe hơi và được quan trọng là được tham gia đào tạo cùng với hệ thống S69 ạ. Doanh nghiệp lớn, thực ra Anna đã gặp rất là nhiều anh chị em rồi. Họ làm đa nhiệm, làm rất nhiều những công việc cùng một lúc.
đơn giản chỉ bởi vì họ chưa tìm thấy một cái công việc nào mà xứng đáng để cho họ cống hiến, họ chưa tìm thấy một cái sân chơi nào mà đủ sức, đủ rộng, đủ lớn để cho họ vùng vẫy. Và khi mà đã lựa chọn được cái này rồi thì chúng ta sẽ làm thật mạnh, làm thật nhanh, để nhiệm vụ của chúng ta là đi hết sơ đồ trả thưởng, mang hết tất cả những cái phần thưởng về, và đặc biệt là sẽ có cái mức thu nhập trên 200 triệu. Và quan trọng là khi mà bạn đã có mức thu nhập và bạn có doanh nghiệp lớn này thì bên dưới bạn ấy là có ít nhất từ 5 đến 10 anh chị em là đã có ô tô, đã có mức thu nhập 40 50 triệu và đã có rất là nhiều anh chị em đã thay đổi được cuộc đời và làm, và từ đó mà chúng ta sẽ cảm thấy là cái cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Và để mà đến với cái thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là thông tin giới thiệu về công ty Cyberon Wellness thì Anna xin được giới thiệu một chút về cái kim chỉ nam hoạt động của công ty chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình một cái chữ Siberia, là một cái chữ mà nhìn vào đấy mình đã thấy được là có đất này, có không khí này, có thiên nhiên tươi đẹp này, có băng này, có cây xanh này, và họ có ba cái giá trị cốt lõi là thực sự Siberia, thực sự sáng tạo và vì con người. Tại sao lại là thực sự Siberia? Hầu hết tất cả những sản phẩm của chúng ta đều có nguồn nguyên liệu đến từ cái vùng thiên nhiên hoang dã ở Siberia. Siberia là một vùng đất mà rộng gấp 40 lần Việt Nam, rộng hơn cả Mỹ, rộng hơn cả Trung Quốc và Mông Cổ cộng lại. Và một điều quan trọng rằng là đó là một cái vùng hoang sơ. Ở Siberia thì có rất nhiều những cái công trình đang còn hoang sơ và được UNESCO bảo vệ, đồng thời là không bị tác động bởi cái cuộc sống, lối sống hiện đại. Thậm chí là có những vùng ấy mà nó hoang sơ đến mức độ như là hồ Baikal hình thành 2 triệu năm nay và chưa có một cái gì thay đổi cả. Đó, và chính vì là đây là một cái vùng mà nước sạch, không khí sạch, đất sạch, cho nên là con người ở đây rất là khỏe mạnh. Cây cối thảo mộc ở đây có sức sống rất là mãnh liệt, và những thảo mộc của Siberia cũng đã được những phi công vũ trụ sử dụng. Và chính vì thế cho nên rằng là bây giờ các nhà khoa học đã tìm cách để mà đưa những cái nguồn thảo mộc quý hiếm đấy tạo thành những cái công thức sản phẩm mà giúp con người sử dụng và bảo vệ sức khỏe của con người. Thực sự sáng tạo có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là ở Siberia chúng ta có trung tâm nghiên cứu khoa học, và trong đấy có hơn 100 nhà khoa học khác nhau. Đồng thời cái người mà làm giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học lại chính là ông chủ tịch của tập đoàn. Ông sinh ra trong một trong năm cái gia đình mà danh giá nhất về khoa học của nước Nga. Và tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta sử dụng đều là một cái chương trình bản quyền độc đáo, đầy đủ, có tên gọi là thanh lọc năng lượng và cân bằng, mà không thể tìm thấy được ở những cái sản phẩm và những cái công ty khác. Và khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm mà chúng ta sử dụng sản phẩm độc quyền, sản phẩm thực sự sáng tạo, thì chắc chắn rằng là cái giải pháp đấy nó hữu ích hơn rất là nhiều so với cả những cái công thức mà chưa được chứng minh. Vì con người có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là công ty này được tạo lập ra là bởi vì bà chủ tịch của chúng ta, bà luôn có một cái tâm niệm. Từ năm 16 tuổi, bà đã viết lên cánh cửa nhà mình: tôi muốn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và sau đấy thì vài năm sau thì bà bắt đầu công việc cùng với Cyberon Wellness. Và đến bây giờ công ty của chúng ta ấy, là nếu mà ở quy mô toàn cầu, chúng ta đã có đến năm phát triển thứ 24 rồi. Và trong suốt những năm qua, ví dụ ở thị trường Việt Nam, năm nay là năm hoạt động thứ 6, chúng ta vẫn chưa hề có một lần nào tăng giá sản phẩm cả. Và sản phẩm này có cái mức giá tốt, vô cùng hợp lý, hay có thể nói hơn là rẻ, rẻ rất nhiều so với công dụng của nó, để tất cả mọi người từ hải đảo cho đến miền quê xa xôi đều có thể sử dụng được. Chúng ta có thể thấy rằng là ở bên ngoài thị trường có rất nhiều sản phẩm tốt nhưng mà đắt, và rất rất là hiếm những cái sản phẩm tốt mà rẻ như sản phẩm của Siberia của chúng ta. Đấy chính là lý do tại sao mà từng cái tư vấn viên của Siberia thì có một cái tình yêu mãnh liệt với công ty, với sản phẩm, có một cái niềm tin mãnh liệt vào cái sự lựa chọn của mình. Đây là bản đồ gồm các cái quốc gia mà công ty đã có văn phòng đại diện. Chúng ta đã hoạt động được năm thứ 24, có trên 250 sản phẩm ở Nga, và ở Việt Nam chúng ta có khoảng 160 sản phẩm. Chúng ta có mặt ở 26 quốc gia, trong đó có hai thị trường rất là khó tính, và Đức và Mỹ thì cũng đã có văn phòng đại diện. Ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta có hai văn phòng đại diện, một là ở thành phố Hồ Chí Minh và hai là ở Hà Nội. Đây là cái hình ảnh của trung tâm chăm sóc khách hàng đặc trưng của công ty. Và đây là hình ảnh của ông bà chủ tịch. Ông bà chủ tịch có một cái ngoại hình rất là đẹp và nụ cười tươi sáng. Bà chủ tịch á, thì bà sinh năm 74, và từ khi mà bà mới 16 tuổi cho đến bây giờ thì bà luôn luôn
hoạt động trong lĩnh vực này, và bà luôn luôn làm thế nào, mong muốn làm thế nào đấy để có thể mang được đến những cái mô hình kinh doanh mà tốt nhất cho các tư vấn viên. Còn ông chủ tịch giống như Anna đã giới thiệu thì ông là giám đốc trung tâm khoa học sáng tạo của tập đoàn, và bất kể một dòng sản phẩm nào mới ra thì như là một đứa con tinh thần, ông đều có những cái video clip để mà ông giới thiệu cho các tư vấn viên về cái công dụng cũng như là giống như là những cái tính cách của sản phẩm nữa. Anna đã được xem những video này và rất là hay. Và bây giờ thì Anna xin được giới thiệu với các anh chị em cái thế giới những sản phẩm độc đáo của tập đoàn sức khỏe Cyben Wellness. Đương nhiên ở trong cái buổi ngày hôm nay chúng ta chưa thể nào giới thiệu được hết cả 160 sản phẩm, mà Anna sẽ giới thiệu những cái combo sản phẩm mà đang được ưa chuộng ở trên thị trường. Đầu tiên là cái giải pháp phòng ngừa đột quỵ và ung thư. Như các bạn có thể thấy rằng là gì? Do là cái chương trình của chúng ta là một chương trình bản quyền độc đáo với cái ba cái chức năng là thanh lọc năng lượng và cân bằng, cho nên là chúng ta sẽ có một cái giải pháp sử dụng sản phẩm mà như là thức ăn ở trên bàn ăn, gồm có nhiều món, và khi kết hợp vào với nhau thì cơ thể sẽ được làm sạch ở tận cấp độ tế bào, được bổ sung những cái dinh dưỡng tạo ra năng lượng, và sau đấy được cân bằng, tức là cái gì thừa thì bỏ đi, cái gì thiếu thì bổ sung. Và ở Việt Nam của chúng ta hiện nay, những người mà bị đột quỵ và ung thư là số lượng tăng hơn rất là nhiều. Chúng ta đều biết rằng là nó là do cái tác động của không khí ô nhiễm này, đất của chúng ta cũng bị bẩn này, nước ở các cái dòng sông của chúng ta thì ô nhiễm trầm trọng, bao gồm cả ô nhiễm từ những cái nhà máy xí nghiệp, cũng như là ô nhiễm từ những cái nguồn gọi là nguồn sinh sống của dân cư khác. Và điều đấy làm cho cái số lượng người bị đột quỵ và ung thư ngày càng tăng, mà đặc biệt hơn là cái độ tuổi cũng ngày càng trẻ hơn. Thế thì những cái sản phẩm này nó có một đặc điểm là chỉ có cái giá từ 200.000 đến 2.6 triệu thôi ạ. Và tất cả những sản phẩm mà bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình thì còn chưa đến 2.6 triệu. Và nếu như một ai đó họ không có điều kiện tài chính mà họ muốn được dùng những sản phẩm để chăm sóc sức khỏe như thế này, để phòng ngừa đột quỵ và ung thư, 200.000 thôi chúng ta cũng đã có thể giới thiệu cho họ những cái hộp trà, những cái trà như là trà tê, hoặc là một số những cái sản phẩm như bộ ba thanh lọc thì nó cũng chỉ có là vài trăm nghìn thôi. Và nếu như chúng ta mà có một cái khoản chi phí là khoảng 2.6 triệu một tháng thì nó là toàn bộ một cái giải pháp gọi là tổng thể để chăm sóc sức khỏe rồi ạ. Tiếp đến là chương trình điều chỉnh trọng lượng với thân hình chắc khỏe. Bạn cứ hình dung này này, chị em phụ nữ và bất kể những cái người nào mà quan tâm đến hình thức ấy ở trên cái thế giới này đều mong muốn giảm cân một tí, đều mong muốn giảm được mỡ bụng một tí. Ngay cả những cái người mà gầy ốm, người ta vẫn muốn là có một cái bụng phẳng và thon gọn. Và bởi vì là bây giờ có rất là nhiều độc tố ở trong thức ăn, trong môi trường, vì thế cho nên rằng là có những người là gầy ơi là gầy mà cái bụng vẫn to. Và có rất là nhiều người của chúng ta thì đang bị béo phì. Thế giới của chúng ta là đến 1/3 những người là bị tăng cân. Và Việt Nam của chúng ta cái số người mà bị dư cân cũng ngày càng nhiều hơn. Và với những cái sản phẩm điều chỉnh trọng lượng của Siberian thì bạn có thể an tâm, vì đây là một trong số những cái giải pháp mà độc đáo ở trên thị trường. Bạn không cần nhịn ăn, bạn chỉ cần thay đổi những cái thức ăn mà bạn đưa vào theo một cái công thức đặc biệt thì bạn có thể điều chỉnh được trọng lượng. Và ngoài những cái dòng sản phẩm mà bạn vừa thấy ở trên màn hình thì bây giờ công ty cũng ra thêm một dòng sản phẩm mới về giảm cân có tên gọi là Yogo. Và bạn có cái Yogo Protein để thay cho bữa sáng, bạn có cái Yogo PH vị dâu để làm bạn có thể đốt được hết cái lượng đường dư thừa, tạo tiền đề để cho mỡ được đốt cháy. Và chúng ta sẽ có cái kết quả giảm cân rất là hay. Một lát nữa nếu như mà ở đây có một số anh chị em mà đã có kết quả rồi, họ chia sẻ, bạn sẽ có cảm nhận được rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ sang đến cái bộ sinh lý nam. Có thể nói là đàn ông của chúng ta ấy, hay là thực chất là cả phụ nữ nữa, chúng ta thường là không có bệnh tật. Chúng ta chỉ có bệnh khi mà chúng ta dưới 3 tuổi và phát sinh bệnh trên 40 tuổi thôi. Còn cái khoảng thời gian ở giữa đấy thì gần như là mọi thứ nó dường như vẫn ổn. Và đàn ông thì khác với phụ nữ, đàn ông không có cái cơ chế thải độc tốt như là phụ nữ. Cái thói quen sinh hoạt cũng ít những cái loại uống nước cũng như là ăn rau củ quả nhiều hơn. Cho nên là thực ra sức khỏe của đàn ông mà chỉ cần ngoài 40 tuổi thôi thì sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái trục trặc. Và đặc biệt là do môi trường sống và do cái cách làm việc vô cùng căng thẳng và stress, thì cái độ tuổi sinh lý nam của đàn ông Việt Nam của chúng ta nói riêng và đàn ông trên toàn thế giới nói chung là đang bị già hóa đi một cách nhanh chóng. Có những cái người mà trên 30 tuổi thôi, do là chưa biết chăm sóc sức khỏe mà đã có những cái trục trặc rồi. Thế thì cái bộ mà sản phẩm này á,
Tên đúng của nó là một tổ hợp các cái vitamin và khoáng chất mà đặc chủng dành cho nam giới, và nó được thiết kế ra chỉ dành cho đàn ông thôi. Vì thế cho nên rằng nó sẽ giúp đàn ông bảo vệ những cái cơ quan sinh sản mà chỉ đàn ông mới có mà phụ nữ thì không. Đồng thời là gì? Đồng thời là nó giúp tăng cường sức đề kháng cho chính nam giới, bởi vì là thường cái cơ quan nào mà yếu thì nó hay bị bệnh, và nó sẽ giúp bảo vệ những cái cơ quan mà rất là yếu của đàn ông, như là tuyến tiền liệt này, rồi ống sinh tinh này, rồi một số những cái thứ khác ở bên trong cơ thể của chúng ta. Và quan trọng hơn nữa là khi mà các cái máy móc được bảo dưỡng, đúng không ạ? Bảo dưỡng đều đặn thì lúc đó thì cái chức năng sinh lý cũng được cải thiện rất là đáng kể. Những cái người mà nam giới mà lâu lâu không lên, mà lên thì không lâu ấy, nếu mà sử dụng cái bộ sản phẩm này thì rất có khả năng là mà cả gia đình ấy sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó một cách nhanh chóng. Và Anna đã có từng có những cái khách hàng mà họ đã có cảm nhận ngay chỉ sau 1 đến 2 tuần sử dụng. Và chúng ta sang một cái chương trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ. Đây, tôi nói cái này thì tôi tự tin hơn này. Vì tôi có rất là nhiều những cái đối tượng khách hàng là nữ, và đối với các anh nam thì tôi không dám nói quá sâu. Mà nếu như mà các anh chị mà liên lạc với cả tư vấn viên thì họ sẽ tư vấn cho mình rất là kỹ càng. Đối với phụ nữ thì chúng ta rất là quan tâm đến chúng ta là gì nhỉ? Không sợ chết mà sợ xấu. Đấy là phụ nữ của chúng ta là như thế. Làm thế nào thì làm có thể nhịn ăn. Thế nhưng mà tiền để có những sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mình thì nhất định là phải có. Thế thì ở đây có nguyên một cái giải pháp, những cái giải pháp bao gồm từ việc làm đẹp da, trẻ hóa da, tăng cường sức khỏe cho phụ nữ, giúp phụ nữ có thể phòng ngừa được những cái trường hợp là ung thư, hay là những cái tổn thương liên quan những cơ quan sinh sản như là bộ ngực hay là tử cung, buồng trứng. Và đặc biệt hơn là những cái thứ mà nó khó hơn ấy, nó khó hơn như là sẹo rỗ này, như là nám này, như là trường hợp mụn này, thì chúng ta đều hoàn toàn có những cái sản phẩm mà chăm sóc cho chị em phụ nữ và có hiệu quả. Bạn có thể cảm nhận ngay sau 1 tuần đến 2 tuần sử dụng, và tùy vào cái tình trạng của bạn là bây giờ là những cái biểu hiện đấy là nặng hay là nhẹ, mà cái thời gian hoàn toàn thay đổi trên cái ngoại hình của bạn bên ngoài cũng như là cơ thể bên trong, nó sẽ kéo dài trong vài tháng. Và đây là sử dụng sản phẩm dành cho trẻ em. Với cái tình hình mà diễn biến phức tạp mà về dịch bệnh như hiện nay thì tất cả chúng ta đều rất quan tâm là trẻ nhà chúng ta đang được bảo vệ như thế nào. Thì đây có hai cái sản phẩm dành cho trẻ, mà hai sản phẩm này thì vô cùng đơn giản. Đối với trẻ con thì cái khả năng tự điều chỉnh của trẻ rất là tốt, cho nên chúng ta chỉ cần đưa cho trẻ thứ nhất là những sản phẩm tăng sức đề kháng, và thứ hai là những sản phẩm cung cấp omega 3. Sản phẩm cung cấp omega 3 sẽ giúp cho não bộ hoạt động trơn tru hơn, cho các khớp được bôi trơn tốt hơn, cho mắt của các em được điều chỉnh tốt hơn, bởi vì là trẻ con bây giờ xem iPad và TV rất là nhiều thì cái mắt của các chị của trẻ hay bị khô. Và với cái tình hình như hiện nay á, thì như cái sản phẩm mà tăng sức đề kháng Mama Vita Mama Sweet á, thì chúng ta có giá là chỉ có hơn 100.000 hay 140.000 cho một cái bịch. Và trẻ chỉ cần nhai như là nhai kẹo sô-cô-la ấy ạ. Trẻ rất là thích. Tất cả những đứa trẻ của các tư vấn viên trong hệ thống của Anna thì đều đang sử dụng cái combo này. Và cái con cá của trẻ con á, là cái viên mà omega 3 nó là hình con cá, nhưng thực ra nó là dầu hạt lanh. Vì thế cho nên là nó rất là thơm, nó không bị ợ lên cái mùi là dầu cá. Cho nên là trẻ có thể uống một cách rất là dễ dàng. Và đây là cái dòng sản phẩm mà Daily Box dành cho những người bận rộn, những người mà không thích lọ này lọ kia ấy, mà chỉ cần là một buổi sáng mình có thể sử dụng, mà mình có thể mang ra để mình sử dụng. Những cái sản phẩm mà trong dòng Daily Box thì đã được đưa thành những cái gói nhỏ như thế này. Và những gói nhỏ như thế này thì luôn luôn có ở xung quanh Anna, trong ba lô, túi sách, và chúng ta có thể mang đi tất cả mọi nơi, ngay cả những người mà điệu đà nhất mang cái túi nhỏ nhất mình cũng có thể có được. Và bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là Vision Box là cho mắt, bảo vệ cho mắt này. Men Box, Beauty Box thì các bạn biết rồi, có những sản phẩm bảo vệ cho tim, có những sản phẩm để tăng cái hoạt huyết lên, để chúng ta không còn bị thiếu máu lên não, những sản phẩm cho để tăng sức đề kháng, giúp cho sản phẩm cho bà mẹ mang thai và cho con bú, sản phẩm cho hệ cơ xương khớp, những sản phẩm tăng cường năng lượng chúng ta đều có hết. Và bạn chỉ cần một hộp thôi là có thể đủ dùng cả tháng rồi. Và đây là một cái dòng mà Anna rất thích. Ban đầu thì tôi không chú ý đến dòng này lắm, mà càng dùng tôi càng cảm thấy là nó tốt một cách bất ngờ, và nó tốt một cách dã man.
Những cái sản phẩm mà bạn đang nhìn thấy ở trên cái màn hình này này là có những cái dòng thuộc về protein. Nó có cái protein sport mà có chữ whey á, là dành cho dân tập luyện chuyên nghiệp. Và sản phẩm kia là protein mà dành cho mọi đối tượng có thể sử dụng. Và không phải chỉ có những loại protein này mà tập đoàn bây giờ còn ra cả những cái loại mà ra những cái loại mà nó đã được đóng gói sẵn như thế này. Bạn chỉ cần lên gian hàng online là bạn có. Luôn luôn Anna luôn luôn có những cái thứ này ở xung quanh người mình. Và chúng ta rất là tiện lợi. Khi đi bất kể đâu, nói từ sáng đến tối, làm việc từ sáng đến tối mà lỡ mà có không kịp ăn á, thì bạn chỉ cần có protein bạn shake lên thôi và rất là tiện lợi, không cần phải mang theo một bịch lớn. Bên cạnh những cái dòng sản phẩm mà thay thế cho bữa ăn và cũng như là hỗ trợ tăng cường cơ bắp như thế này làm cho chúng ta trẻ khỏe hơn, thì tập đoàn có cả những sản phẩm vitamin mà đặc chủng dành cho dân tập. Theo như cái quan điểm của Anna, trước đây Anna cũng có cái kinh nghiệm là một thời gian ở trong đầu tư một cái phòng tập. Thì Anna biết rằng là riêng dinh dưỡng thể thao mà có nguồn gốc từ Nga là phải tốt số 1 thế giới. Bởi vì ở Nga tất cả những môn nào mà là Olympic Thế vận hội ấy, thì các vận động viên của Nga đều luôn luôn có huy chương và có thành tích rất là cao. Họ có một cái nguồn nguyên liệu cũng như họ có một cái những cái công thức ấy mà rất nhiều chục năm nay rồi nó đang phát huy hiệu quả. Và chúng ta có cả những cái vitamin này cho những cái người chuyên tập để người ta có thể vừa bổ sung dinh dưỡng và thư giãn cơ bắp này, có cả những cái thứ mà bôi trơn khớp và là giảm đau cơ này, và những cái thứ mà bôi trơn khớp đấy á mà cái người mà người già của chúng ta dùng cũng rất là tốt, và có cả những cái tổ hợp mà acid amin nó rất là tốt cho cái việc mà tăng cường cơ bắp. Nếu như các bạn chỉ cần giới thiệu cái bộ này cho bất kể một anh nào mà tập trong phòng gym thôi, thì đảm bảo là anh ấy sẽ yêu ngay sau khoảng 1 đến 2 tuần sử dụng. Anh ấy sẽ yêu và từ đấy là có thể là cả cái cộng đồng của anh ấy sẽ sử dụng sản phẩm của bạn. Và tất nhiên rồi, không thể thiếu được đúng không ạ? Đã là wellness, đã là phong cách sống, đã là sinh thái sạch thì không thể thiếu được những sản phẩm chăm sóc bên ngoài. Và có thể nói rằng là đây chính là cái bộ sản phẩm mà một người như Anna, thì Anna tự nhận mình là người khó tính mới đầu ấy, mà khi mà tiếp cận ấy thì tôi đã tiếp cận cái sản phẩm của Siri bằng cái bộ kem kim cương, là hai cái sản phẩm mà tôi đang cầm trên tay này này. Và các bạn có thể nhìn thấy, mặc dù là có rất nhiều sản phẩm khác, nhưng mà Anna có thể nói là Anna thích nhất là cái dòng sản phẩm này. Và chỉ cần dùng á, sau 10 ngày thôi thì cái da mặt của mình này, bao gồm là một số những cái vết thâm cũng như là cái tình trạng mà da không đều màu á, đã bắt đầu thay đổi được 40% các bạn nhé. Nó đã bắt đầu thay đổi được 40%. Và nếu như chúng ta có nghiên cứu về da, chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà độ tuổi giống như Anna mà trên 35 tuổi rồi á, thì cái thời gian mà tái tạo, một chu kỳ tái tạo của một vòng da, nó phải tới khoảng 45 đến 60 ngày, mà rất là lâu. Nếu mà khi sử dụng sản phẩm này kết hợp với những sản phẩm uống á, thì da của mình tái tạo liên tục. Và bây giờ thì da của mình đẹp hơn rất là nhiều rồi sau 2-3 tháng sử dụng sản phẩm của Siri. Và không những thế, chúng ta còn có những dòng dành cho spa rất là rẻ, tắm này rồi bôi rồi, tẩy tế bào da chết này, rất là tốt. Và dùng một lần, tẩy tế bào da chết dùng một lần là bạn sẽ không còn muốn dùng những sản phẩm khác nữa. Cái đặc điểm của Siri là như thế. Chúng ta sẽ cùng sang với một cái sản phẩm là Formula. Và với Formula 4, đây là một cái công thức mà được xuất hiện trong cái thời kỳ mà nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine bị nổ. Và lúc đấy thì các nhà khoa học mới tạo ra cái công thức Formula này để giúp những cái người dân có thể loại bỏ được cái nguy cơ gây ung thư từ việc loại bỏ được dư lượng phóng xạ. Và sau đấy thì tập đoàn đã mua lại công thức này. Và công thức này hiện tại là một trong những sản phẩm mới vô cùng được yêu thích, được ưa chuộng. Nó có thể giúp thải độc rất là nhiều những cái loại độc tố khác nhau, bao gồm có cả độc tố do cồn, hoặc là những cái trường hợp ngộ độc thức ăn, cũng như là loại bỏ những độc tố mà ở trong môi trường sống của chúng ta rất là mạnh mẽ từ nhân tế bào. Và bạn có thể nhìn thấy những cái bằng sáng chế của Liên bang Nga đã cấp cho bạn cho cái sản phẩm này. Và đây là một sản phẩm mà không thể thiếu được trong bất kể một cái mâm cơm của một gia đình nào. Và Anna cũng như tất cả các tư vấn viên ở trong này đều xem Formula như là một cái công thức mà nhìn vào là chỉ cần nghĩ đến Formula là nghĩ đến đầy cái tình yêu thương. Và chúng ta sẽ sang cái dòng sản phẩm mới đẳng cấp. Sản phẩm này là hiện tại ở Việt Nam chúng ta có 3 dòng sản phẩm, có 3 sản phẩm. Nếu mà bạn cần tập trung vào mắt và não, cần tăng cường sự tập trung, cần làm việc mà một cách là tràn đầy năng lượng từ sáng đến tối, bạn có thể chọn sản phẩm Neurovision. Nếu như mà bạn muốn là cái sản phẩm màu xanh ấy, nếu mà bạn muốn là làm cho năng lực hoạt động của cơ thể mình tốt hơn, thì bạn có thể chọn sản phẩm màu vàng có tên là siêu vitamin. Còn nếu bạn muốn là giải tỏa stress, có những người là rất là giàu có rất nhiều thứ nhưng mà luôn luôn buồn phiền và cảm thấy bị căng thẳng stress, thì chúng ta có thể giới thiệu cho họ sản phẩm màu tím. Và đây là những cái... không biết là các bạn có còn đang còn nghe được Anna nói không ạ? Tại vì Anna tự nhiên thấy là... Rồi là hết phần sản phẩm.
Ok. À, bây giờ Anna sẽ mời một số anh chị em, đúng không? Hiện nay đang có 172 anh chị em đang tham dự trên Zoom và trên 300 người đang theo dõi livestream trực tiếp. Đấy, thì Anna sẽ tiếp tục có thể giao lưu với một số những anh chị em sử dụng sản phẩm, đó, cảm nhận. Và xin mời Anna chủ trì. Dạ vâng ạ. À, bây giờ thì chúng ta ở đây là bởi vì chúng ta đang có một cái lượng rất là nhiều người đang cùng theo dõi cái phần thông tin chia sẻ này, cho nên là Anna rất là mong có ba tư vấn viên, ba bạn đã sử dụng sản phẩm của CBRI có kết quả, mình có thể chia sẻ cái cảm nhận một cách nhanh chóng trong vòng 1 phút một người ạ, để có thể là truyền thêm cái niềm tin dành cho những cái người mới lần đầu tiên mà biết đến sản phẩm của CBRI chúng ta. Dạ, nếu mà ai mà mình sẵn sàng chia sẻ, mình có thể bật mic và nói tôi ạ. Tôi. Dạ, mỗi chúng ta sẽ alo. có một phút ạ, mỗi chúng ta sẽ có một phút và xin mời Galaxy tôi. A30s trước ạ. Em xin mời chị Galaxy ba. Em xin giới thiệu, em là Trần Thị Thanh Tâm, em ở thị trường Hải Phòng. Em biết đến cái dòng sản phẩm Siri này, cả nhà có nghe em nói không ạ? Em rõ. Và em biết đến cái dòng sản phẩm qua bạn Trần Thị Hường cùng làm với em, và em đã sử dụng sản phẩm tra làm cân của body của bên mình ấy. Và khi em sinh xong thì em đã đạt vào mức độ là 64 kg, mà em đã giữ niềm tin, em dùng đến bây giờ mà em xuống đúng 10,5 kg. Em rất là thích và cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh và da dẻ rất là hồng hào luôn ạ. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị đã truyền những cái cảm hứng rất là hay về cái dòng sản phẩm mà điều chỉnh trọng lượng của CBRI ạ. Dạ, xin mời tư vấn viên khác ạ. Cảm ơn anh Đăng. Xin mời tư vấn viên khác, những người mà vừa nói tôi. Tôi. Dạ. Xin mời chú Vũ Hùng. Tôi đây. Dạ, chú Vũ Hùng ạ. Tôi nó kém đại không nghe không nghe về tôi chia sẻ, có thể tôi sẽ dài hơn 4-5 phút tin trước, bởi vì việc tôi, cái sản nó đến người nó rất là rồi. Tôi trình dụng phẩm Siri đã chia sẻ trên các cái hát. Nói chú Vũ Hùng là cái sóng của chú yếu quá, thì hy vọng lần khác chú sẽ có duyệt chia sẻ với anh chị em, và bởi vì cái sóng của chú nó yếu và không ai nghe được, mong chú thông cảm. Xin mời anh chị em khác, ai muốn chia sẻ bật mic nói tôi. Tôi xin giới thiệu, tôi là Hoàng Thị Tuyết, tôi đến từ thị trường Thanh Hóa. Tôi ngày trước thì tôi đang làm ở bên Đài Loan, nhưng tôi đã cho một bạn là người đó là người Indo. Bạn ấy dùng thì bạn ấy dùng về cân chỉnh cơ thể thì bạn ấy mừng quá. Bạn về ra bạn ấy ôm cái người mà đang làm chủ quán cho người Đài đó, thì bạn ấy, người Đài thấy thế mới hỏi làm sao mà tại sao mà mừng. Bạn mới nói là bạn ấy uống và bạn ấy béo, bạn nó chân của bạn ấy cả đau nữa, nhưng bạn ấy vừa uống nhưng mà uống nhiều thuốc không thể nào giảm được, mà chân cũng không đau thì bạn ấy mừng. Thì bạn nó lại đòi lấy tiếp thì người Đài đang đứng không. Thì người Đài thấy vậy là hiện tại là bây giờ là tôi có cả là người Indo và người Đài chính gốc cũng là đang dùng. Hiện nay là người Đài Loan chính gốc và người Indo đã đang dùng sản phẩm của CBD ạ. Dạ vâng ạ, rất là tuyệt vời ạ. Cảm ơn bạn Hoàng Tuyết ạ. Cảm ơn bạn Hoàng Tuyết ạ. Mình dạ vâng. Xin mời một tư vấn viên khác ạ. Tôi ạ, tôi xin nói lại. Là mời anh Kenny ạ, my phone ấy ạ, my iPhone ấy ạ. Anh Kenny chờ chút để thủ lĩnh bật mic. My iPhone. Dạ, được rồi ạ. Xin chào tất cả mọi người, chào thủ lĩnh vàng quốc gia Chu Huy Cường, chào Anna Nguyễn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Anh Kiên, mọi người hay gọi tôi là Kenny. Dạ. Khi tôi sử dụng sản phẩm Siri là sản phẩm về gút, tôi bị gút rất là nặng, đó, đi lại rất là khó khăn. Thì sau khi tôi sử dụng 2 tháng thì cái bệnh gút của tôi là đã coi như gần như là khỏi hẳn, đi xem là cái chỉ số gút nó xuống hẳn. Còn trước khi đó, sau khi tôi dùng có 3 tuần thôi thì nó bị là
cái phần gút nó tăng rất là nó bị sưng lên, cái chân và cái tay của tôi bị sưng lên và bị gút cấp, lúc đó phải đi cấp cứu. Và khi bác sĩ kiểm tra máu và kiểm tra cái phần máu của tôi thì cái chỉ số gút nó tăng lên rất ít. Do đó là khi mà tôi hỏi anh Châu Huy Cường cũng như là chị Anna thì họ bảo là cái đó là do là sản phẩm nó đào thải độc tố của mình là bao nhiêu là độc tố gút nó đẩy ra hết. Thì tôi kiên trì tôi uống tiếp tục, thì sau đó một 3 ngày thì là cái gút đó nó giảm, cái sưng phồng đó là nó mất hết luôn đó. Và sau một tuần thì tôi vẫn kiên trì dùng Limvusan, dùng Fo4 đó, và dùng trà khớp, thì tôi bây giờ là rất là khỏe mạnh và sáng nào bây giờ tôi cũng đã chạy bộ được trên 5 cây. Dạ. Cảm ơn anh Khanh Nhi rất là nhiều ạ. Dạ, vâng, cảm ơn anh Khanh Nhi rất là nhiều. Và rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta còn có rất là nhiều anh chị em nữa, mà chắc chắn là hẹn các anh chị em một dịp khác để chúng ta có thể cùng nhau trao đổi những cái thông tin về sản phẩm nhiều hơn. Và một cái công ty tốt như vậy, có nền tảng tốt như vậy, một sản phẩm gồm có cái hệ thống nguyên một chương trình tốt như vậy, thì chúng ta sẽ làm thế nào để kinh doanh cùng với công ty Cyber and Wellness? Thì Anna xin giới thiệu với các anh chị em những cái thông tin vô cùng quan trọng. Khi mà nói đến phần kinh doanh, đây là cái phần sở trường mà tôi rất là thích nói. Chúng ta sẽ bắt đầu ở cái mức là được chiết khấu 25%. Tức là ở đây, ở công ty Savory thì cái mức chiết khấu này là một cái điều đặc biệt, một cái lợi thế cạnh tranh. Chúng ta có một mức chiết khấu thôi. Bạn mua một đơn hàng 100.000 hay mua đơn hàng 50 triệu, chúng ta đều có một mức chiết khấu như nhau và 25%, và đều chúng ta đều có thể mở mã số để bắt đầu với cái mức chiết khấu này. Và chính bởi một cái mức chiết khấu này mà chúng ta không có tình trạng ôm hàng, cũng không có tình trạng bán phá giá ở trên thị trường. Vì thế cho nên đồng tiền của chúng ta kiếm được ấy, nó rất là phù hợp với cái sự chính trực của chúng ta. Nếu ai mà muốn kiếm một đồng tiền đích đáng, một cái đồng tiền xứng đáng, thì đây sẽ là một trong những cơ hội của các bạn, bởi vì các bạn sẽ gần như không bao giờ có thể tìm thấy được cái trường hợp nào bán phá giá ở trên thị trường. Và để mà hiểu về ngành nghề kinh doanh này thì trước tiên chúng ta cần hiểu về cấp số nhân. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một ngành nghề kinh doanh về sự chia sẻ, và để mà chúng ta có thể chia sẻ được với người khác á, thì cái việc mà chúng ta sử dụng sản phẩm, chúng ta cảm nhận nó tốt rồi chúng ta nói với người khác là rất là quan trọng. Và tại sao lại là cấp số nhân, và cấp số nhân thì nó có ý nghĩa gì trong những cái mô hình kinh doanh như thế này? Cấp số nhân ấy là một trong những cái nền tảng kiến thức mà các công ty sử dụng lựa chọn để có thể phân phối được sản phẩm cho mình. Và thay vì là phân phối ở những cái đại lý thống gồm nhiều những cái nhà phân phối khác nhau cùng sử dụng và cùng chia sẻ cái sản phẩm đấy cho người khác. Và bạn có thể nhìn thấy trên màn hình này, ở đây là chúng ta có cấp số nhân 5 và cấp số nhân 10. Anna lấy ví dụ về cấp số nhân 5. Nếu như bạn làm việc mà không phải làm việc một mình, mà bên dưới bạn có 5 người cùng làm việc cùng bạn, thì bạn hướng dẫn cho 5 người này, mỗi người lại tìm kiếm ra 5 người làm việc cùng họ là thành 25. 25 người này lại được hướng dẫn để mỗi người kiếm cho mình là 5 người, thì chúng ta sẽ có tổng là 125 người. Và cứ như vậy, sau 6 lần nhân lên, hay còn gọi là sau 6 tầng, chúng ta sẽ có 15.625 người. Cái cấp số nhân này, nếu mà các bạn hình dung rõ hơn thì các bạn có thể hình dung cái sự lan truyền của nó giống như là cái virus corona hiện nay. Virus corona cũng thế, cũng được lan truyền theo cấp số nhân, và cái tốc độ nó rất là chóng mặt. Nếu như mà vì thế cho nên là tất cả các cái chính quyền đều đang tìm cách để hạn chế cái sự việc tiếp xúc của đông người. Và cũng vì thế mà chúng ta có những cái buổi mà hội thảo online như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể phát triển công việc khi mà ngồi tại nhà và chỉ cần dùng công nghệ, một cái máy laptop hoặc một cái điện thoại. Cái cấp số nhân này, nếu giả sử mà ở dưới này bạn không phải có 5 mà có 3 người, thì sau 6 lần nhân lên chỗ này bạn sẽ có, sau 6 lần lên bạn sẽ có 700 người. Nếu như mà không phải là 5 người, không phải 3 người mà là 4 người, thì sau 6 lần nhân lên thì bạn sẽ có 4.000 người. Và ở đây sao, nếu bạn có 5 người thì sau 6 lần nhân lên bạn có 15.000 người. Bạn thấy không ạ? Ban đầu chỉ xuất hiện là 3, là 4, là 5. Nhưng mà chỉ cần sau 6 lần nhân lên thì con số nó có khoảng cách kéo giãn rất là lớn. Nếu là 3 thì là 700, nếu là 4 thì là 4.000, nếu mà 5 thì là 15.000. Và chính vì cái sự bùng nổ về mặt số lượng của cấp số nhân mà rất nhiều các công ty đã sử dụng nó như là một cái nền tảng để phát triển hệ thống kinh doanh của mình. Ở Việt Nam của chúng ta
thì cũng đã có từ xưa, từ năm 1945-46 là Bác Hồ của chúng ta cũng đã sử dụng sức mạnh của cấp số nhân trong cái việc mà xóa nạn dốt. Lúc đấy Bác Hồ đã sử dụng cấp số nhân 3 các bạn ạ. Bác Hồ nói rằng là để mà xóa được nạn dốt á, thì mỗi người mà biết chữ ít sẽ dạy cho 3 người không biết chữ. Mỗi người mà biết chữ nhiều sẽ dạy cho 3 người biết chữ ít. Và bằng chính cái cách như thế thôi thì chương trình Bình Dân Học Vụ đã ra đời. Và sau chương trình Bình Dân Học Vụ, chỉ một năm sau khi triển khai thì có 2,5 triệu người Việt Nam được xóa mù chữ. Các bạn thấy cái tốc độ nó nhanh kinh khủng chưa ạ? Và sau 2,5 năm triển khai thì 10 triệu người Việt Nam được xóa mù chữ. Và bạn thấy đấy ạ, nếu mà làm việc khoảng 2 năm chỉ với cấp số nhân 3 nhá, mà bạn có 10 triệu người, thực ra anh chị em chúng ta chỉ cần có 100.000 người là một phần nghìn của cái kết quả Bác Hồ được tạo ra, thì cuộc đời của chúng ta đã thay đổi rất nhiều và đã có rất nhiều cuộc đời khác được thay đổi rồi. Và cái cấp số nhân này á, được ứng dụng ở trong kinh doanh và được thế giới xem như là một cái phương pháp phân phối sản phẩm mà ưu việt và thông minh nhất hiện tại có thể có được. Bạn cũng có thể thấy rằng là quảng cáo thì có thể thay đổi khắp mọi nơi. Trước đây mình xem quảng cáo trên TV, bây giờ thì mình xem quảng cáo ở trên YouTube. Thế nhưng mà cái sự chia sẻ giữa người này với người kia, cái sự truyền miệng đấy thì từ xưa đến nay chưa bao giờ lỗi thời. Từ xưa đến nay, từ cả nghìn năm nay, người ta đều rất là tin tưởng vào lời chia sẻ thông qua truyền miệng đến từ một người nào đó mà người ta tin tưởng. Chính vì thế mà rất là nhiều công ty họ đã sử dụng cấp số nhân này để mà họ đưa ra một bức tranh rất là lớn cho nhà phân phối. Thế nhưng mà thực tế ấy, cấp số nhân này nó phải có khả năng chuyển hóa thành thực tiễn thì nó mới có giá trị. Tức là từng cái mắt xích này họ phải làm được việc thì mới có giá trị được. Chứ nếu như mà mình cứ chỉ nói về mặt lý thuyết thôi thì chúng ta vào chúng ta chả làm được gì cả. Anna lấy ví dụ nhá, giả sử bây giờ mình đi làm và công ty yêu cầu mình là để mình làm được thì một tháng mình phải tiêu thụ một lượng hàng là 60 triệu chẳng hạn. Thì rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng là rất ít người có khả năng tiêu thụ một lượng hàng bán lẻ là 60 triệu mà lại còn lặp lại mỗi ngày. Mỗi tháng. Và như thế thì cái khả năng mà 5.000 người rồi hay là 15.000 người của chúng ta là làm á, thì rất là khó. Nhưng nếu giảm xuống 20 triệu một tháng thì chúng ta thấy là cái xác suất để cho mỗi người làm được sẽ cao hơn. Giảm xuống 10 triệu một tháng thì cũng còn cao hơn nữa. Khi Anna hỏi rằng là nếu bây giờ chúng ta đi làm và chúng ta tiêu thụ một lượng sản phẩm là 10 triệu một tháng thì có bao nhiêu anh chị em có thể làm được, thì đã có rất nhiều người giơ tay. Nhưng mà cái xác suất để cho 15.000 người này cùng có thể làm được và lại lặp lại mỗi tháng nữa thì nó lại còn cần phải có một cái mức tiêu thụ ít hơn. Và vì thế mà ở công ty Cyberdon Wellness của chúng ta thì cái mức mà công ty đưa ra cho mỗi một người là 2 triệu rưỡi một tháng các bạn ạ. 2 triệu rưỡi một tháng tiêu thụ trên một cái mắt xích này. Vì thế cho nên là tất cả các mắt xích trong mạng lưới của chúng ta gần như là đều có thể thực hiện được. Và quan trọng hơn là họ đều có thể lặp lại tiêu dùng được. Và từ cái lặp lại tiêu dùng đấy mà chúng ta sẽ có nguồn thu nhập thụ động. Đây là một trong những cái ý rất là hay. Nếu như các bạn mà có thể có được 15.000 người tiêu dùng sản phẩm, mỗi người tiêu dùng và phân phối một lượng sản phẩm là 2 triệu rưỡi một tháng, thì lúc này các bạn sẽ có cái hoa hồng khoảng 600 triệu một tháng và công ty gọi bạn là thủ lĩnh quốc tế, bạn sẽ còn được thưởng thêm một cái biệt thự ở Hy Lạp nữa. Còn nếu như thế này, bạn hình dung là giả sử chúng ta không làm được con số này, chúng ta chỉ làm được con số là bằng 1/3 số này thôi, là 5.000 người. Thế thì với 5.000 người ấy, là 1/3 con số này, thì chúng ta đã có mức thu nhập thụ động là 200 triệu rồi. Và lúc đấy chúng ta được gọi là thủ lĩnh quốc gia, chúng ta có xe Mercedes và bên dưới chúng ta phải đã có từ 5 đến 10 anh chị em là có ô tô rồi. Thế thì bạn cứ hình dung nhá, nếu giả sử ngày hôm nay sau khi bạn nghe cơ hội này, Anna nói với bạn là bạn hãy làm sao để bạn tìm những người mà thích ô tô này, thích tự do về mặt thân thể, tự do đi du lịch, tự do về mặt tài chính, tự do giúp đỡ người khác, có ước mơ, có hoài bão, có khao khát, sau đấy mình có khả năng tiêu thụ lượng hàng là 2 triệu rưỡi thôi, vô cùng đơn giản, thì hãy tìm cho mình 5 người như thế, tuần sau mình mang đến, rồi mình lại hướng dẫn cho mọi người tuần tự như thế mang đến. Thì cái khả năng mà chúng ta làm được như thế 6 lần ấy, sau 6 tuần thì nó khó. Nhưng mà nếu bạn cứ hình dung đi, sau 1 năm thì thể nào chúng ta cũng có thể làm được cái con số này. Mà nếu như mà sau 1 năm bạn cứ tuần tự bạn làm như thế thì thu nhập của bạn ấy ít nhất nó phải ở trong khoảng từ 50 đến 100 triệu rồi. Còn ở cái mức mà khá hơn sẽ có thể là từ 100 cho đến 200 triệu. Còn những anh chị em mà vô cùng xuất sắc họ còn có thể có mức thu nhập cao hơn.
Đấy là sức mạnh của cấp số nhân. Và mọi chuyện nó sẽ còn diễn biến, nó còn nhanh hơn khi chúng ta sử dụng cấp số nhân 10. Thì anh chị em cũng có thể nhìn thấy ở đây rồi. Và khi mà chúng ta nhìn thấy được cái cấp số nhân như vậy, chúng ta nhìn thấy một cơ hội như vậy, chúng ta nhìn thấy một cái sử dụng tư duy logic và chúng ta thấy như vậy, thì làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh và làm thế nào để chúng ta cũng có thể cùng giúp đỡ người khác và tạo ra một cộng đồng kinh doanh. Thì Anna xin được giới thiệu lên đây một người anh, một người thầy, một người dẫn dắt mà Anna vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Thì anh đã biết đến cơ hội của series từ hơn 5 năm. Và vào cái thời điểm đấy cũng là thời điểm mà cái ngành nghề về network marketing, cái ngành đa cấp của chúng ta đang rất là hỗn loạn. Thế mà anh đã vẫn lựa chọn Siri bởi vì anh nhìn thấy được những cái cơ hội vô cùng rõ rệt. Và sau một cái nỗ lực liên tục, anh đã tạo ra được một hệ thống 23.000 người. Và trong đấy có hàng nghìn người đã thay đổi về cái chất lượng cuộc sống của mình. Chúng ta có 5 người có Mercedes và có 60 người được có ô tô dưới sự dẫn dắt của anh. Và đấy chính là thủ lĩnh vàng quốc gia Trương Huy Cường ạ. Mời thủ lĩnh vàng của chúng ta hãy chia sẻ với anh chị em cái cách thức để có thể bắt đầu kinh doanh làm sao để mà có thể thay đổi cuộc sống của mình và giúp cho nhiều cuộc đời có thể thay đổi ạ. Cảm ơn Anna Nguyễn rất là nhiều. Và xin chào tất cả 995 người, đúng không? Gần 1.000 người đang có mặt trên Zoom cũng như trên 300 anh chị em đang theo dõi trực tiếp trên livestream của các kênh Facebook của tất cả các tư vấn viên của Sibri. Xin chào tất cả mọi người và chúc cho cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng, tràn ngập tình yêu thương và cuộc sống trở nên tốt đẹp. Sau khi bao nhiêu trong số các bạn sau khi Anna Nguyễn chia sẻ, các bạn thấy là rất là hào hứng sử dụng sản phẩm cũng như đấy là bắt đầu công việc kinh doanh này, hoặc là những anh chị em đã làm rồi thì sẽ tăng tốc và phát triển để có thể thay đổi cuộc đời của mình và giúp đỡ người khác, thì giơ ngón tay cái. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, rất là tuyệt vời. Khi mà thực sự Cường rất là biết ơn, Cường rất là biết ơn về với Sibri. Mỗi một lần chia sẻ về Sibri thì thực sự nó rất là xúc động, bởi vì trước kia ấy, thì 9 năm Cường làm nhà báo, rồi 3 năm rưỡi làm tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trước khi biết đến Sibri, Cường cũng đã 4 năm 4 tháng cùng với người hướng dẫn của mình lăn lộn, trả giá khi mà làm network marketing hợp tác với hai cái công ty khác. Và cái bài học lớn nhất mà Cường học được, cái bài học lớn nhất Cường học được đấy là bài học về sự lựa chọn. Cái bài học về sự lựa chọn nó rất là quan trọng. Vẫn là Trương Huy Cường ngày hôm nay, vẫn là Trương Huy Cường trước khi biết đến Siri cũng làm network marketing đầy nhiệt huyết và đam mê, cũng yêu hết mình và cho đi hết mình, cũng chia sẻ ngày đêm. Nhưng mà cuộc sống nó rất là khó khăn. Đầu tiên Cường và anh Minh hợp tác với hai cái công ty nó đã đóng cửa ở Việt Nam. Chính vì vậy Cường có thể chia sẻ được cái tên hai công ty đó. Công ty đầu tiên là công ty Azel và công ty thứ hai là công ty Vision. Khi mà bước vào network marketing ấy, thì mình chưa bao giờ kinh doanh, bởi vì từng làm nhà báo, làm dầu khí chưa bao giờ kinh doanh. Nhưng mà bắt đầu bước vào cái môi trường này, nó giúp cho mình thay đổi tư duy này, thấy con người kết nối rất yêu thương, rất là khỏe mạnh, tự do này, vân vân, rất là nhiều thứ, rất là nhiều những cái giá trị tốt đẹp mà người ta nói với Cường. Nhưng không hiểu sao anh Minh và Cường làm cứ càng làm thì nó càng bế tắc, càng làm nó càng bế tắc. Và thực sự là mình đã từng đứng trên sân khấu là tuyên bố là mình sẽ là cái này, mình sẽ là cái kia, mình sẽ giúp đỡ được những con người như thế này, như thế kia. Nhưng mà cuộc sống nó càng ngày càng bế tắc. Và có rất là nhiều cái đau nhất, nó không phải là cái việc mà mình chưa thành công về mặt tài chính. Cái đau nhất của mình là khi những con người tin đi theo mình ấy, họ tin đi theo mình bằng cái niềm tin của mình, thì cuộc sống của họ trở nên bế tắc. Có những bạn là phó hiệu trưởng đến từ Lai Châu, đến từ Điện Biên, có những bạn hiệu trưởng đến từ những cái vùng rất xa, có những bạn trưởng phòng, có những bạn giám đốc, có những bạn doanh nhân, họ cũng đã từ bỏ tất cả mọi thứ để tin đi theo Cường cùng với anh Minh khi mà làm với công ty Vision trước khi biết đến Sibri ấy, thì cuộc sống càng trở nên bế tắc. Và sau này thì Cường mới nhận được một cái sự rất là rõ ràng, đó là cái bài học về sự lựa chọn. Bài học về sự lựa chọn nó rất là quan trọng. Cường rất là nhớ cái giai đoạn làm Vision mà hai anh em bế tắc, có những lúc mà không có tiền ấy, thì qua nhà anh Minh, anh ấy nấu cơm cho chị vợ anh Minh ấy, nấu cơm cho ăn. Có những lúc không có tiền đi uống cà phê ấy, thì qua những cái quán cà phê mà tự gọi đấy, mà không phải trả tiền ấy, khách đến tự trả tiền. Có những cái lúc mà ngày xưa Cường làm dầu khí thì cũng có ô tô đấy, cuộc sống cũng rất tốt đẹp. Sau này
khi mà bước ra kinh doanh theo mạng ấy, thì Cường có hai cái xe máy, Cường nghĩ là sẽ không bao giờ đi đến xe máy, cho nên là một cái thì cho, một cái thì bán. Đấy, như đến một ngày đẹp trời mà không còn có cả xe máy để mà đi nữa, thì vay bạn mua được cái xe Suzuki Yamaha, xe second hand đâu đó khoảng độ 3 triệu. Và những cái trải nghiệm mình không bao giờ quên được là có những lúc mà đang đi nó chết máy ấy. Nó chết máy và không có cái chỗ để sửa. Và mình đã từng dắt cái xe Suzuki Yamaha đấy hàng 4-5 km mới đến được những cái chỗ để sửa xe. Và có những cái lúc trời mưa đi nó ngập nước nó cũng bị chết máy. Rồi có những cái sáng mà bước ra khỏi đường ấy, lên cái xe máy đó đạp mãi nó không nổ. Để nói là, nhưng mà nó hun đúc cho mình, nó khiến cho mình nhận thấy được rằng là cái trách nhiệm của bản thân mình đã lựa chọn rồi, thì mình sẽ dấn thân. Đấy, và Cường có một cái thứ đấy là một cái niềm tin mãnh liệt. Bước đến những cái giai đoạn cùng cực khó khăn đó, không còn ai tin mình nữa. Không còn ai tin mình nữa. Có hai người tin, một là người mẹ của Cường luôn luôn tin vào mình, và hai là chính bản thân mình. Và mình vẫn tin rằng là trong cuộc đời này nó cũng sẽ phải có những cái điều tốt đẹp, và mình cứ hướng đến những điều tốt đẹp thì kiểu gì nó cũng đến, bằng một cái niềm tin rất là ban sơ như vậy. Thì rất là may, đến tháng 7 năm 2014 thì người hướng dẫn của mình lại biết Sivri và quyết định làm Sivri, và anh ấy chia sẻ cho Cường. Và thực sự là khi mà anh ấy chia sẻ rồi Cường đến công ty Cường tìm hiểu và nhìn cái bảng giá Sivri, Cường mới giật mình. Nghĩ trong đầu là tại sao nó lại có những cái sản phẩm nó tốt mà giá nó lại như thế này. Và ngay lúc đó ấy, thì bản thân Cường đã có một cái trực giác, mặc dù lúc đấy là không còn tiền, không còn cái gì hết, lúc đấy nợ nần rất là nhiều. Nhưng mà ngay lúc đó Cường đã có một cái trực giác là đây là sự lựa chọn của mình. Và đây sẽ là lựa chọn, bởi vì cái sự lựa chọn của mình nó không chỉ đơn giản là của mình, mà nó quyết định cuộc đời, ảnh hưởng đến cuộc đời của hàng nghìn, hàng vạn, rồi sau này hàng triệu những con người tin đi theo mình. Cho nên cái sự lựa chọn nó rất là quan trọng. Và khi đó Cường nhìn thấy cái giá sản phẩm ấy, Cường thấy được rằng đây là sự lựa chọn, không chỉ lựa chọn sản phẩm mình dùng, những người thân yêu của mình dùng, mà mình lựa chọn cho cả một cái dân tộc này sử dụng, cho cả cái thế giới này sử dụng. Và đặc biệt là nó bắt đầu bằng một cái tầm nhìn như vậy, và ngày hôm nay nó rất là chính xác. Từ cái sự lựa chọn đó mà hàng trăm nghìn người đã được sử dụng bảo vệ sức khỏe, người khá, người giàu, đương nhiên những người nghèo, người trung bình cũng được sử dụng và bảo vệ sức khỏe. Đấy là cái giá trị rất là hạnh phúc về cái sự lựa chọn đó. Và cũng từ cái sự lựa chọn mà ngày xưa tại sao có những con người rất là tuyệt vời đi theo mình, họ là giám đốc, họ là doanh nhân, họ là trưởng phòng, rất nhiều người tuyệt vời, cùng với bản thân mình không thành công được về mặt tài chính. Nhưng ngày hôm nay từ cái sự lựa chọn, từ cái sự quyết định vào ngày 1 tháng 8 năm 2014, thì ngày hôm nay những con người rất giỏi, thành công là đương nhiên, và những con người rất bình thường, ngày hôm nay thì cuộc sống của họ đã thay đổi. Và chính từ cái sự lựa chọn tuyệt vời đấy, Cường cũng muốn chia sẻ với cả nhà một cái thông điệp, đó là nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn đúng. Và cái cuốn sách mà Cường có thể nói là ghi khắc cốt, đúng không? Ghi tâm, là cái cuốn Vĩ đại do lựa chọn của Jim Collins. Ngày trước Cường đọc, mình cũng chỉ hình dung mang máng, chưa hiểu nhiều về sự lựa chọn. Nhưng mà khi mà bắt đầu làm với Siri, khi bắt đầu trên cái con đường này cùng với lại Siri, thì cái sự lựa chọn đúng là một cái điều rất là tuyệt vời. Và từ cái sự lựa chọn, từ cái việc mà mình dám thay đổi, ra quyết định thay đổi vào mùng 1 tháng 8 năm 2014 ấy, thì cả nhà biết là ngày hôm nay, đúng không? Cả nhà biết là ngày hôm nay, từ cái việc mà mình lựa chọn đó, thì ngày hôm nay cuộc sống nó rất là tuyệt vời. Và từ cái việc lựa chọn đó, chỉ sau có 16 tháng, 4 người, những con người anh chị em chúng tôi đi đầu tiên, đấy là người hướng dẫn của tôi, anh Phạm Hữu Minh, từng làm cục trưởng cục xúc tiến du lịch, một người mà Cường cả đời không bao giờ có thể quên ơn được anh. Anh đã cứu mang Cường, giúp đỡ Cường trong những lúc khó khăn, và anh đã chia sẻ cho Cường về Sibri, nó giúp đỡ Cường thay đổi toàn bộ cuộc đời. Và những anh chị em tin đi theo Cường như giai đoạn đầu tiên, như doanh viên Đặng Thị Việt Phương, rồi bác sĩ Phạm Tiến Huynh, rồi lương y Nguyễn Ngọc Sáng, doanh nhân Lê Thị Thanh Quang, thực sự chỉ mất có nhờ cái sự lựa chọn giống như anh Sáng, giống như bản thân Cường, chỉ mất có hơn một năm cuộc đời đã thay đổi hoàn toàn. Giống như anh Sáng, trước đó cũng từng 3 năm làm Vision, nhưng cũng sự lựa chọn, mặc dù sản phẩm rất tốt
môi trường đào tạo cũng rất tốt, nhưng cái sự khắc nghiệt của cái chính sách kinh doanh và cái chính sách về giá nó khiến cho kinh doanh nó không thành công về mặt tài chính, mà đã khiến cho anh Sáng cũng rất là phải trả những cái giá rất là đắt sau 3 năm hợp tác. Nhưng mà ông trời rất là công bằng, đúng không? Anh ấy có thể mất mát đi rất là nhiều thứ trong 3 năm đó. Đấy, thậm chí mất, đặc biệt nhất là mất niềm tin từ tất cả những cái người thân yêu của anh ấy, với sự kỳ thị của rất là nhiều người khác. Nhưng sau 8 tháng thì anh đã lấy lại được tất cả mọi thứ. Từ cái dòng tiền của anh ấy chỉ sau 8 tháng thôi, nó đã ổn định trên 100 triệu một tháng. Rất là tuyệt vời. Cho anh một người phụ nữ mà anh luôn luôn yêu, luôn luôn đi bên có nhau. Và ngày hôm nay anh ấy 60 tuổi, đúng không? Chị Quang sinh năm 67, cũng trên 50 tuổi rồi. Nhưng anh chị rất là hạnh phúc. Và đúng là từ cái sự lựa chọn của mình, rồi mình lan tỏa cái điều tốt đẹp này. Mà Cường trước kia có biết anh Sáng đâu, Cường kết nối với anh ấy trên Facebook. Rồi anh ấy 3 tháng anh cũng không đón nhận. Nhưng rồi khi mà anh ấy nhận, cảm nhận được cái sức mạnh của Sibri đó, và anh ấy đã làm việc, thì cuộc đời của anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. Và khi anh ấy nhận cái xe hơi vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2016 ấy, lúc đó thì anh Sáng, chị Quang còn chưa học lái xe, mà chưa biết lái xe. Và Cường là người hướng dẫn trực tiếp của anh chị. Và Cường rất là hạnh phúc khi mà được anh chị tin tưởng, trao cho mình là người đầu tiên cầm cái vô lăng và chở anh chị đi từ quận nhất thành phố Hồ Chí Minh về Vũng Tàu. Phải nói là cái hành trình mà đấy là một cái giây phút mà thực sự mình thấy nó xứng đáng cho cái việc mà 4 năm 4 tháng mình trả giá trước kia để mình có một cái sự hạnh phúc trọn vẹn. Cả nhà biết là khi mà chở anh Sáng, chị Quang về Vũng Tàu ấy, trên đường về ấy, thì chưa về Vũng Tàu chỗ nhà anh đó, mà đi qua Châu Đức, đúng không? Đi qua Châu Đức thì anh ấy nói là em dừng xe một chút, và anh ấy gọi cái cậu con trai của anh ấy ra, nói là con, ba đã có xe hơi, con có thể ra ba chia sẻ cái niềm vui chung, vui cái niềm vui của ba. Thực sự là lúc đấy Cường không cầm được nước mắt, cả nhà, mình không cầm được nước mắt. Thực sự là vô cùng hạnh phúc khi những con người họ tin đi theo mình mà cuộc đời thay đổi, mất niềm tin từ những đứa con như vậy nhưng đã lấy lại được niềm tin hoàn toàn. Và ngày hôm nay thì không những anh chị có một cái cuộc sống tốt đẹp, giúp được biết bao nhiêu con người tốt đẹp, mà có tiền chăm sóc cho các cháu để các bạn ấy được học những cái môi trường rất là tốt. Đấy là một cái điều vô cùng tuyệt vời và rất là hạnh phúc khi mà anh Sáng cùng với Cường đã lựa chọn, anh Sáng, chị Quang đã lựa chọn Sibri để cùng nhau hợp tác. Rồi từ cái sự lựa chọn này, có những chàng sinh viên thôi, các bạn ấy cũng mất chỉ có 1.5 năm thôi, mà bằng giống như mình phải làm công ăn lương hai cái cơ quan rất là nhiều người mong ước, đấy là Báo Nhân Dân rồi Tập đoàn Dầu Khí. Cường cũng phải mất đến chục năm, đúng không? Mất đến 10 năm mới có thể có được cái xe hơi cho riêng mình, mà không bằng cái xe của bạn Ngô Gian Văn Phước, chàng sinh viên chỉ mất có 1.5 năm. Nhờ cái sự lựa chọn mà một bạn trẻ sinh năm 1990, Phạm Ngọc Ánh, đến từ Sơn La, trước kia làm nhà nước, lương một tháng 4-5 triệu. Cái ước mơ ban đầu bạn ấy tìm đến Sibri, và cũng là tầng 1 Cường hướng dẫn trực tiếp. Bạn ấy chia sẻ về cái ước mơ là làm sao anh có thể giúp cho em thu nhập bằng làm công ăn lương thôi, thế là tốt rồi. Nhưng ngày hôm nay, nhờ một cái sự lựa chọn, nhờ một cái sự quyết đoán, quyết định và sẵn sàng học tập thay đổi bản thân, Phạm Ngọc Ánh chỉ mất 8 tháng đã có cái thu nhập gấp đôi làm nhà nước, mất 1 năm là đã có cái thu nhập chính ở Sibri, và 15 tháng bạn đã trở thành thủ lĩnh của tập đoàn Sức Khỏe Sibri và thủ lĩnh trẻ nhất của Sibri. Và ngày hôm nay hơn 2 năm một chút hợp tác với tập đoàn Sức Khỏe Sibri, 30 tuổi bạn đã có một cái cuộc sống tự do tự tại một cách đúng nghĩa. Không những vậy, bạn còn giúp được rất là nhiều người, những con người tin đi theo bạn. Và tối hôm qua tôi rất là hạnh phúc khi mà xem các bạn ấy tổ chức một cái buổi talk show, ba bạn, đúng không? Phạm Ngọc Ánh, Hồng Hạnh rồi Kim Anh. Các bạn là những cái người mà đến với Sibri cách đây hơn 2 năm thì chúng ta không thể hình dung ra một Phạm Ngọc Ánh. Cách đây hơn 1 năm chúng ta cũng không thể hình dung ra Hồng Hạnh. Lại có một cái sự tự tin, một cái sự phát triển về tâm hồn, về trí tuệ là tuyệt vời. Cường có comment trong cái live, trong cái buổi talk show của các bạn ấy. Cường cảm nhận còn tuyệt vời hơn rất là nhiều đấy, những cái MC truyền hình. Bởi vì đó là những cái cảm xúc thật, đó là những cái câu chuyện thật, đó là những cái trí tuệ thật mà các bạn đã tích lũy được và chia sẻ cho mọi người, thì nó rất là tuyệt vời. Rồi cùng từ những cái sự lựa chọn mà tu sĩ cũng có thể thành công,
những bà mẹ bỉm sữa cũng đã thành công và cũng đã trở thành thủ lĩnh, giúp được những người khác thành công. Rồi từ những cái sự lựa chọn đó, như chị Lê Mỹ Hạnh, tôi vẫn đặt cho chị, chúng ta vẫn gọi tên cho chị là thủ lĩnh đi lên từ vô vọng, từ cái nền tảng sức khỏe rất là yếu, bởi vì chị mắc một cái bệnh phải nói là rất là khó có thể phục hồi. Đấy là cái bệnh nó liên quan đến hệ miễn dịch rất là kém, lupus ban họ đỏ hệ thống, Cường không hiểu lắm về cái tên khoa học này. Nhưng mà khi mà Cường gặp chị Hạnh những ngày đầu tiên ấy, Cường vẫn nói là một người phụ nữ sinh năm 72 giống như một cái thân tàn ma dại, tiều tụy, nói thì không có năng lượng, nó thều thào. Đấy, và chị cũng chia sẻ là chị đã từng học ngoại thương, chị học thêm cả dược, chị chủ một hiệu thuốc, chị đã kinh doanh Amway 4 năm. Và chị cũng chia sẻ rất là thật là mặc dù cái công ty lớn số 1 nhưng mà chị cũng làm hoài làm mãi mà cũng không hiểu tại sao. Và trong hơn 4 năm đó cũng chỉ có tháng cao nhất cũng chỉ có 2 triệu đồng. Nhưng chị đã dám thay đổi, chị đã quyết định thay đổi và chị đã quyết định lựa chọn Sibri. Và thực sự chỉ chưa tới 1 năm thì cuộc đời của chị đã thay đổi hoàn toàn. Hơn 1 năm thì chị đã có xe hơi và ngày hôm nay chị là thủ lĩnh của tập đoàn sức khỏe Sibri. Và đặc biệt là cái năng lượng của chị từ cái người phụ nữ nói rất thều thào thì ngày hôm nay sao chị rất là mạnh mẽ, rất là khỏe và vô cùng tuyệt vời. Chị di chuyển đi nhiều nơi để có thể cống hiến, để có thể chia sẻ với những người khác, đã tự do tự tại hoàn toàn. Rồi một người bạn, một người em mà cần gặp ở một cái quán ăn chay, một người rất là chịu thương chịu khó, trước kia cũng từng làm tư. Và bạn ấy thấy được rằng là cái quá trình mà làm chủ nhà hàng, làm chủ những cái siêu thị mini ấy, từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm, quá là vất vả. Bạn ấy cảm nhận được rằng là giống như là bị cái nhà hàng, bị cái siêu thị làm chủ ấy, chứ không phải là mình làm chủ. Thế cho nên là bạn quyết định đi học và phát triển bản thân, bạn đi tìm những cái cơ hội mới. Và đang lang tang đi tìm cái cơ hội mới đó thì không hiểu sao ông trời ông kết nối ở một cái quán ăn chay ở 213B xã Đàn. Đấy, và bạn ấy ngồi cạnh cái Cường, bạn ấy là người ăn chay trường và Cường cũng ăn chay trường. Thế cho nên là hai anh em kết nối điện thoại với nhau. Đấy, và sau đó thì Cường mời bạn ấy đến công ty CV và chia sẻ. Đấy, và ngày hôm nay thì bạn ấy đã có một cái cuộc đời thực sự tuyệt vời. Cái lúc đầu mà bạn ấy làm ấy không có ai tin cả. Bố, mẹ, em gái rồi tất cả mọi người đều kỳ thị, đều nói là bạn ấy thế này, bạn ấy thế kia. Đấy, nhưng thực sự là bởi vì bạn ấy biết, và bạn tin vào niềm tin của bạn ấy, và bạn ấy biết cái sự lựa chọn của bạn ấy. Bạn đã rất là kiên trì, cắn răng chịu đựng, rèn luyện đi xe từ Hưng Yên lên công ty ngày nào cũng như ngày nào, tổng đi lại cỡ khoảng 70-80 km một ngày, có những lúc mà đi xe máy trời mưa chầy cả đầu gối, nhưng mà hai lần ngã sưng hết cả đầu gối, sưng hết cả con khoai. Đấy, và như ngày hôm nay thì cuộc sống của bạn đã đẹp như mơ và càng ngày càng trẻ, càng ngày càng đẹp, giúp được rất là nhiều người tin đi theo bạn để thành công. Nó rất là hạnh phúc khi mà từ cái thông tin mình lan tỏa ra như vậy mà cuộc đời những con người tin đi theo mình thay đổi. Đấy là cái sự hạnh phúc thực sự. Rồi Anna Nguyễn, chúng ta thấy bạn Anna vừa chia sẻ đấy. Anna Nguyễn với một cái slogan là tiền yêu tốc độ, tiền yêu tốc độ. Và tiền yêu tốc độ. Chúng ta biết là bạn ấy tạo ra một cái kỷ lục chỉ sau có 3 tháng thôi, nhận xe ô tô trong dự án ô tô của tập đoàn sức khỏe CV. Và chúng ta thấy không, tháng đầu tiên hợp tác với CV, như Anna chia sẻ đấy, khi mà bạn đã nhìn thấy con đường, bạn đã rõ ràng về sự lựa chọn, cho nên là bạn trân trọng từng giây từng phút và không để lãng phí từng giây từng phút khi hợp tác với CV. Và cái tháng đầu tiên chỉ có chưa tới 20 ngày, bạn đã có cái lợi nhuận là hơn 13 triệu. Tháng thứ 2 43 triệu, tháng thứ 3 48 triệu, tháng thứ 4 53 triệu, và tháng thứ 5 là hơn 51 triệu. Đúng không? Chúng ta thấy không? Chỉ mất có 2 tháng từ cái sự lựa chọn mà bạn ấy đã có cái thu nhập chính của tập đoàn sức khỏe Sibri. Và Anna, bạn ấy chia sẻ rất là thật với Cường, và Cường rất là hạnh phúc khi bạn ấy chia sẻ là thực sự ấy là trước kia kinh doanh rồi làm tư rồi làm chủ rồi vân vân mà chưa bao giờ có dòng tiền dương. Đấy, và từ khi làm Sibri ấy thì có dòng tiền dương. Có dòng tiền dương tức là sao? Tổng lợi nhuận trừ đi chi phí là có lời, và không những có lời rất là nhiều. Đấy, cho nên là bạn ấy rất là hạnh phúc mà ngày hôm nay chia sẻ với tất cả mọi người. Và đấy cũng là sự lựa chọn, đúng không? Rồi Nguyễn Tuấn Kiệt, vợ chồng Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Huyền Trân. Nguyễn Tuấn Kiệt là giám đốc dự án, lương một tháng 3.000-4.000 đô. Rồi Trần Huyền Trân cũng là cán bộ của ngân hàng ACB. Hai vợ chồng bạn ấy dám từ bỏ những cái công việc mà rất nhiều người mơ ước,
để đi làm CV. Mà làm CV từ cái lúc mà các bạn còn chưa thành công, từ cái lúc mới đầu chưa có gì, nhưng mà các bạn ấy đã dám đốt thuyền, đã dám từ bỏ những cái rất là tốt để đi tìm và đi làm cái vĩ đại. Và ngày hôm nay từ những cái quyết định mạnh mẽ đó thì các bạn ấy được tưởng thưởng một cách xứng đáng. Và tôi điều hạnh phúc nhất ấy là nhìn vợ chồng của bạn ấy lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng yêu thương. Rồi bạn Chân ngày xưa năng lượng rất thấp, da thì rất là mái và bây giờ càng ngày càng tỏa sáng, đúng không? Tuấn Kiệt thì rất là tuyệt vời. Và nhờ cái sự hướng dẫn dẫn dắt chia sẻ của chị Phan Thị Nguyệt và Hoàng Thị Lan Hương mà ngày hôm nay các bạn ấy có một cái cuộc sống đẹp như mơ, mới cũng chỉ hơn một năm thôi. Thế thì nhưng mà những cái người mà giỏi ấy, thành công thì với CV là đương nhiên, những người giỏi mà thành công với CV là đương nhiên, nhưng những cái con người rất bình thường, những con người rất là bình thường, nhưng giờ cái sự lựa chọn mà ngày hôm nay họ trở thành những người phi thường, họ trở thành những người thành công rất là tuyệt vời, giống như là cô Nguyễn Thị Thanh không biết đi xe đạp, không biết đi xe máy ở Hải Dương cũng thành công này, rồi chị Tô Thị Đính, một thủ lĩnh bán cá, có thể nói là một trong những người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ nhất trên cái cuộc đời này. Cứ khi mà kể chuyện về chị ấy là trái tim mình nó hưng phấn, nó sung sướng, nó hạnh phúc. Bởi vì sao? Một người phụ nữ kinh doanh hàng tươi bán cá ở chợ Ga Vinh, béo ơi là béo, xấu ơi là xấu, đấy là lời chị ấy nói như vậy. Và nhờ những cái sản phẩm như trà body rồi những cái chương trình điều chỉnh trọng lượng, nó đã lấy đi của chị những cái mỡ thừa, rồi vân vân, nó làm ngót đi, nó làm chị eo đi, nó làm chị xinh hơn, chị đẹp hơn, chị tỏa sáng hơn. Và bằng cái niềm tin sản phẩm như vậy, bằng cái tình yêu với Sibri, chị trước kia chỉ học hết cấp 3, nhưng là một cái người phụ nữ cực kỳ ham học tập, ham học hỏi, chứ có thể nói là một cái tấm gương về học tập, học ngày, học đêm và chia sẻ ngày đêm. Và chị được tưởng thưởng xứng đáng cho cái sự lựa chọn và cái sự quyết đoán cũng như nỗ lực làm việc của mình. Chị đã giúp được 7 người có xe hơi, phải nói rất là tuyệt vời, đúng không? Rồi những bạn chỉ học hết lớp 3, và bao nhiêu sau số các bạn lớp 3 làm được, mình sẽ làm tốt hơn thì giơ ngón tay cái. Thôi, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Phan Hạnh đến với CV nói thì ngọng, rất là tự ti, bởi vì bạn ấy có cái niềm tin hạn chế rất là nhiều ở bên trong mình ấy, là bạn ấy nghĩ rằng là những người khác phải học hành mới làm được. Thế nhưng mà khi bạn ấy được Cường chia sẻ là lớp 8 làm được, các bạn có làm tốt hơn, thì Hạnh có một cái ước mơ là em tin một ngày là anh sẽ chia sẻ là lớp 3 làm được thì bao nhiêu trong số các bạn lớp 4 trở lên làm được. Và bằng một cái niềm tin như vậy mà bạn ấy lao động, học tập ngày đêm từ một cô thợ sửa xe máy, một người thợ may, một người rất yêu lao động và ham học tập. Chỉ 8 tháng thôi bạn trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp của tập đoàn Sức Khỏe CV. Sau 10 tháng thì nhận xe hơi và bạn ấy đã chiến thắng trong cái chương trình đi du lịch Pháp và Italia cùng với chúng tôi vào mùa hè năm ngoái. Không những vậy, cả nhà biết không, từ một người mà đứng trước một nhóm người nói không ra hơi, không nói được, thì ngày hôm nay bạn đã làm MC những cái sự kiện trên 1.000 người. Phải nói là, và khi chứng kiến cái sự thay đổi của những con người như vậy, chứng kiến những cái tấm gương nghị lực như vậy, nó khiến cho mình cực kỳ hạnh phúc từ cái sự lựa chọn của mình. Rồi đây là thủ lĩnh lớp 8 Phạm Thị Thùy Trang. Phạm Thị Thùy Trang chỉ học hết lớp 8. Và tôi vẫn nói vui là trước kia công việc chính là ở nhà, ở trong cái quán nhỏ, chăn trâu cắt cỏ cho cá ăn, cái con cá ở cái ao nhà bạn ấy. Cái công việc chính bạn chỉ loanh quanh như vậy thôi, nhưng nhờ cái sự lựa chọn. Và ngày hôm nay chúng ta biết là một thủ lĩnh Phạm Thùy Trang rất là mạnh. Một chút nữa không biết là có các thủ lĩnh này trên Zoom không, chúng ta sẽ được nghe chia sẻ. Rồi nông dân làm được, đúng không? Một cô nông dân trong một năm đã thay đổi hoàn toàn, không ai nhận ra bạn ấy là một người nông dân, ngày hôm nay đã là một doanh nhân chính hiệu. Rồi đương nhiên những cái anh chị em chúng tôi là những cái người đi đầu, đúng không? Những con người kiên định với cái sự lựa chọn của mình trong những cái giai đoạn 2015-16, những công ty tài chính, những công ty lừa đảo, những công ty lướt sóng, họ lôi kéo, họ trục giật, họ chia sẻ, gieo rất là nhiều những thứ liên quan đến lòng tham, liên quan đến sự lười biếng. Nhưng anh em chúng tôi kiên định với cái sự lựa chọn của mình. Và ngày hôm nay thì đã xây dựng được một cái nền tảng rất là vững mạnh, rất là tuyệt vời. Đấy, và năm anh em chúng tôi đều có Mercedes-Benz, đều có những cái đi du lịch rất là nhiều nước trên thế giới, rất là tuyệt vời. Đây là người hướng dẫn của tôi, anh ấy năm nay 66 tuổi rồi, còn sức mạnh, năng lượng, còn trẻ hơn cả, còn hơn cả những bạn, hơn nhiều bạn dưới 20 tuổi. Phải nói là đầy năng lượng, đầy nhiệt huyết, đầy đam mê, sang sảng. Anh ấy có thể nói từ sáng đến tối, từ tối đến sáng mà vẫn tràn đầy năng lượng, rất là tuyệt vời, vô cùng đáng yêu, người hướng dẫn của tôi. Rồi
doanh nhân Đặng Việt Phương và bác sĩ Phạm Tiến Vinh, đúng không? Thủ lĩnh quốc gia 16-17 tháng 3 vừa rồi tại Đà Nẵng. Rồi thủ lĩnh quốc gia Ngô Văn Cát, anh ấy cũng đã trả giá rất là nhiều trước khi lựa chọn Sibri. Đấy, và cái lúc anh ấy nhận cái Mercedes ngày 19/10/2019 thành phố Hồ Chí Minh ấy, anh ấy chia sẻ rất là cảm xúc và khóc như mưa khi mà con gái của anh đứng cạnh cô bé lớn lớn, đây chính là con gái đầu của anh ấy, rồi con trai thứ hai của anh ấy đứng cạnh, đúng không? Anh ấy khóc như mưa và tôi cảm nhận được cái niềm hạnh phúc của anh ấy, cũng như là bản thân mình rất là hạnh phúc khi anh ấy tin tưởng theo chúng tôi những giai đoạn đầu. Rồi bác sĩ Phan Thị Hiếu, Trịnh Xuân Hy cũng từ cái sự lựa chọn mà những cái ước mơ là phải ngoài 40 tuổi mới có thể thực hiện được, nhưng ngày hôm nay các bạn ấy mới chỉ có 32 tuổi, hơn 32 tuổi một chút, 32 tuổi là bạn Hiếu, Trịnh Xuân Hy 33, 34 gì đó, nhưng ngày hôm nay cuộc đời các bạn ấy cũng hoàn toàn tự do thay đổi, sống một cái cuộc sống đáng sống. Thì còn bản thân chúng tôi cũng vậy đó, cái người phụ nữ mà bây giờ cũng đang ngồi cạnh tôi ngay lúc này đây, ta biết là Cường cũng phải mất 8 năm mới có thể tuyển được người vợ của mình vào ngành kinh doanh này. Thế thì và Cường vẫn nói là có những cái sự lựa chọn ấy chỉ mình hiểu thôi, mình hiểu mình thôi, còn rất là nhiều người thân yêu chưa chắc đã hiểu mình. Có những cái sự lựa chọn mà khi mình đã tin thì mình làm đến cùng, mình làm để những người, mình không chờ đợi những cái người khác ủng hộ thì mình mới làm, mà mình làm thành công để những người khác đi theo mình. Đấy là cái phương châm của bản thân Cường, và Cường làm như vậy thì ngày hôm nay mọi thứ nó rất là tuyệt vời, đúng không? 23/9/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi vừa rồi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã được thưởng một cái chuyến du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ rất là tuyệt vời, cộng với lại gần 1.6 tỷ để đi du lịch nhiều nước trên thế giới. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta 2019 đã có 5 Mercedes-Benz và 60 xe hơi. Mục tiêu 2020 của chúng ta là 30 Mercedes-Benz và 200 xe hơi khác, đúng không? Và Cường có niềm tin tuyệt đối chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu này, bởi vì ngày hôm nay cái sự lựa chọn, cái công cụ của chúng ta nó có sức cạnh tranh tuyệt đối với phần còn lại của thế giới thì không gì là không thể. Đấy, và đến với Sibri thì các bạn hãy lựa chọn có thể là bảo vệ sức khỏe của mình thì bằng người tiêu dùng thông minh, làm thêm rồi công việc chính, hay là xây dựng một sự nghiệp kinh doanh lớn, đấy tất cả là do mình. Ở đây chúng tôi có một cái công thức thành công chắc chắn: 4 giây 2 phút 72 giờ 21 ngày và 10.000 giờ. Các bạn tìm hiểu chỉ cần 4 giây để ra quyết định, và với Sibri thì không rủi ro, không vỡ nợ, không phá sản, đúng không? 4 giây để ra quyết định, sau đó quyết định lựa chọn ấy, 1, 2, 3 hay 4, 2 phút chúng ta mở mã số và chúng ta không mất gì cả. Chúng ta trong 3 ngày chúng ta sẽ được chuyển giao công nghệ kinh doanh, đúng không? Để nhân bản, copy và nhân bản, copy và nhân bản. Trong vòng 21 ngày chúng ta làm liên tục tạo thành thói quen, và 10.000 giờ hành động quyết liệt chúng ta sẽ trở thành bậc thầy về kinh doanh theo mạng. Và ai sẽ giúp cho chúng ta thành công? Ở đây có hệ thống S69. Chúng tôi có những tiêu chuẩn của chiến binh S69, chúng tôi có những cái luật tôn vinh của S69, chúng tôi có hệ thống huấn luyện đào tạo từ một người bình thường có thể trở thành người phi thường qua những chương trình huấn luyện online, rồi những cái chương trình rich camp lột xác để trở nên giàu có, những chương trình đào tạo nhà đào tạo, những cái chương trình bán hàng bùng nổ, rồi chương trình bậc thầy sân khấu, nhà lãnh đạo kiệt xuất, vân vân. Chúng ta đi qua tất cả những cái chương trình huấn luyện và đào tạo như vậy thì chúng ta từ một người bình thường chúng ta sẽ trở thành một người dũng cảm, trở thành một người lớn hơn, trở thành một người mạnh mẽ để chúng ta vừa phát triển bản thân và chúng ta phát triển kinh doanh. Đấy là S69. S là school, là trường, 6 là lộc, 9 là phúc, đó là trường huấn luyện và đào tạo làm phúc hưởng lộc. Có phúc thì sẽ có phần, mình giúp đỡ được 1.000 người, phần mình rất lớn, mình giúp đỡ được 1.000.000 người, phần của mình rất lớn, mình giúp đỡ được nhiều 1.000.000 người, phần của mình rất lớn, mình giúp đỡ được 100.000 người, mình giúp đỡ được 1.000.000.000 con người, thì đương nhiên chúng ta chẳng bao giờ chúng ta phải quan tâm về tiền, chúng ta không bao giờ phải quan tâm về tiền khi chúng ta giúp đỡ được 1.000.000, 1.000.000 những con người khác thay đổi cuộc đời, thay đổi tư duy, có sức khỏe tốt. Thì đấy là những cái chia sẻ của Cường từ cái sự lựa chọn mà ngày hôm nay nó khiến cho mình và những con người tin đi theo mình rất là hạnh phúc. Thì bây giờ Cường cũng muốn lắng nghe chia sẻ của các nếu như có các thủ lĩnh mà những con người mà những người huyền thoại ấy, Cường vẫn nói là những người huyền thoại, từ người bình thường trở thành phi thường, giống như có chị Đính hay là Phạm Thị Thùy Trang hay là Lê Thị Hòa hay là Phan Hạnh, hoặc là những thủ lĩnh thành công khác chúng ta đang có mặt, chúng ta có thể bật mic, có thể chia sẻ, và Cường sẽ hỏi, các bạn sẽ chia sẻ. Xin mời
À, anh chị em thủ lĩnh nào muốn chia sẻ, chúng ta bật mic nói tôi. Tôi. Thủ lĩnh lên Lê Mỹ Hạnh. Thủ lĩnh đi lên từ vô vọng. À, thủ lĩnh Lê Mỹ Hạnh, chị hãy giới thiệu về bản thân và chia sẻ cái sự lựa chọn của mình đã giúp mình thay đổi cuộc đời như thế nào, giúp chị đạt được những cái điều mà ngày xưa chị muốn mà không đạt được. Xin mời chị Hạnh. À, xin chào tất cả anh chị trong live stream tiếp của hệ thống ESO9, hệ thống đáng tham gia nhất hành tinh. Tôi tên là Lê Mỹ Hạnh. Tôi rất tự hào khi được trong hệ thống ESO9. Thì thực sự tôi rất là cảm ơn Sibri. Khi tôi đến với Sibri thì anh chị biết đấy, thủ lĩnh có nói đó, là tôi hoàn toàn là tuyệt vọng, không có một cái sự hy vọng nào cả. Mặc dù tôi là một dược sĩ, hiện nay tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nhưng tôi đi các bệnh viện rồi. Mà lúc đấy thì khi tôi phát hiện ra tôi bệnh thì tôi còn rất là trẻ, nói chung là 36 tuổi, còn đối tôi rất là trẻ. Thế nhưng mà không có cơ hội, nhưng mà đến với Sibri thì thực sự là tôi có một cái sự coi như là biết ơn đã thay đổi cái cuộc đời của tôi. Như anh chị đã biết thì tôi thì tốt nghiệp đại học ngoại thương và tôi đã làm rất nhiều công việc. Nói thực sự với anh chị là tôi là một người rất chăm chỉ, tôi không bao giờ tôi chịu lùi bước một cái gì cả. Nhưng mà cái về bệnh tật thì do bệnh tật thì tôi không có cơ hội cho những cái công việc truyền thống của mình, và tôi đã quay về trở làm một nhà thuốc nhưng cũng không thay đổi được cái bệnh tật của mình. Và đến với Sibri thì đó là một sự thay đổi hoàn toàn ngoạn mục với cả cuộc đời của tôi, từ một người coi như là vô vọng. Và tôi sau 3 tháng thì không những tôi cải thiện được sức khỏe của mình, và không những thế mà tôi còn có một cái thu nhập mà nói thật với anh chị là như mơ. Vì nói thật với anh chị là tôi trước khi tôi làm với Sibri thì tôi cũng là người rất chăm chỉ, vừa làm trường hóa xuất nhập khẩu đi làm nhưng vẫn kiên trì làm một kinh doanh của tập đoàn Amway 4 năm, xách ba lô đi khắp nơi để bán hàng, để mong mong có một thu nhập thêm, làm thêm thôi, như bạn Anao nói ạ, làm thêm thôi, có thêm thu nhập cho con. Nhưng chưa bao giờ có thu nhập trên 2 triệu, tôi thất với anh chị thế. Thủ lĩnh Mạc Quốc gia có hỏi là tại sao chị làm được 4 năm, tại vì chị chả có cơ hội nào khác, chị cứ phải làm thôi ạ. Thì anh chị có biết không ạ? Thì lúc đấy thì tôi, khi mà thủ lĩnh gặp tôi hỏi là thế chị thủ lĩnh nào, thôi mà chị chả biết thủ lĩnh nào mà. Chị chỉ muốn học để chị làm, để chị có thu nhập cho con, chữa được bệnh cho chị. Thế thì anh chị biết là không ạ, sau 3 tháng thì tôi đã lên tư vấn trưởng. Và anh chị có biết là tôi mở ra, tôi còn biết mở thu nhập thì được 14.800.000. Tôi bảo, con tôi bảo, mẹ ơi được nhiều tiền thế nhờ mẹ nhở. Tại vì tôi làm, nói thật với anh chị, làm trưởng phòng xuất nhập khẩu, thu nhập của tôi nói thực ra là tôi còn mở lại cái bảng lương là được 10 triệu, chưa kể là được thêm 1 triệu tiền gọi là trách nhiệm. Mà anh chị biết không, chúng tôi có thể nếu mà không hàng không đi, tôi làm cả đêm luôn để làm list hàng, cực kỳ vất vả. Làm nhà thuốc cũng không hề ấy, làm bà chủ solo nhà thuốc cũng không hề tốt một tí nào. Vì lúc đấy là tôi luôn luôn tôi phải căng thẳng là hàng đi hàng đến như nào, tôi cũng không có tiền. Như bà Anna nói á, làm cái thương hiệu cho một cái của mình rất là vất vả, không hề có một chút gì là tự do của mình cả. Thì thực sự đến với Sibri tôi đã hoàn toàn là đổi cuộc đời. Sau 8 tháng tôi bắt đầu vào dự án ô tô. Và tôi vẫn giờ cũng chưa biết đi ô tô đâu ạ. Thực sự là anh chị đấy, tôi chưa biết đi ô tô. Nhưng mà tôi quyết tâm đến tháng 9 này là tôi sẽ lấy thêm một cái ô tô nữa. Đây là cái Mercedes. Và thực sự là đấy sự quyết tâm của tôi. Tôi và anh chị có biết không? Đến 14 tháng thì tôi đã có là lên thủ lĩnh của tập đoàn Sức khỏe Sibri. Và anh chị lúc đấy tôi hòa khóc. Và khóc cái nức nở. Vì với sự nỗ lực của mình, một người phụ nữ, một bà mẹ đơn thân nuôi con một mình, ốm yếu. Nhưng tôi làm được thì chắc chắn anh chị làm được còn tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi chúc anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay được nghe một chia sẻ, một cơ hội thật sự là hạnh phúc. Vì chúng tôi, những người đã đi lên từ vô vọng mà làm được thì chắc chắn anh chị sẽ làm được tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Xin cảm ơn thủ lĩnh và quốc gia đã cho tôi chia sẻ. Xin cảm ơn anh chị. Vâng, cảm ơn thủ lĩnh Lê Mỹ Hạnh. Thực sự là rất là xúc động và cảm ơn chị. Xin mời các thủ lĩnh khác ạ. Ai muốn chia sẻ vấn minh nói tôi. Vâng, tôi ạ. Vâng, xin mời Phan Thị Hạnh ạ. Ok. Vâng ạ. Điện thoại Phan Hạnh. Vâng.
Lời đầu tiên thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến thủ lĩnh quốc gia và xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị em có mặt trên Zoom buổi hôm nay, buổi sáng hôm nay, một lời chào trân trọng nhất ạ. Và chúc cả nhà cũng buổi mạnh khỏe. Vâng, thì trước tiên vào buổi chia sẻ, tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Phan Thị Hạnh, tôi sinh năm 1982 và tôi ở Thanh Oai, Hà Nội. Và hiện nay tôi đang là nhà tư vấn viên chuyên nghiệp của tập đoàn Suri ạ. Thì cũng vừa được nghe thủ lĩnh quốc gia chia sẻ và giới thiệu với tôi, thực ra là tôi ngồi tôi khóc một mình, tôi hạnh phúc lắm. Và để cái lời chia sẻ đó thì tôi thực sự ước mơ từ khi tôi lên công ty. Và thường xuyên anh chia sẻ về câu chuyện của thủ lĩnh Phạm Thị Thùy Trang, thì tôi lo là ước mơ trong lòng mình là rồi sẽ có một ngày nào đó anh sẽ nói Phan Hạnh học hết lớp 3 làm được, các bạn khác còn làm được không. Và tôi đã thực hiện được cái ước mơ đó đã hơn một năm nay rồi ạ. Thì trước khi biết đến Suri thì tôi cũng làm bên kinh doanh truyền thống, tôi làm rất là nhiều mảng. Nếu như nói đến thu nhập của tôi thì thực sự tôi không có phải cần thiết tìm kiếm một cái công việc gì nữa khác đâu ạ. Bởi vì tôi cũng làm chủ của một xưởng may và chồng tôi cũng làm chủ của một đại lý phụ tùng xe máy và sửa chữa xe máy, cả hai vợ chồng tôi cùng làm. Và tôi cũng quản lý mấy cửa hàng sữa bột, thế giới sữa bột. Thế nên là cái thu nhập của tôi thì tôi cũng không có phải quá khó khăn. Thế nhưng mà cái gì ạ? Tôi làm chủ một cái xưởng may nhưng hoàn toàn không phải được làm chủ, mà cái xưởng may đó nó làm chủ tôi. Tôi không được đi đến đâu và suốt cứ từ 5 rưỡi sáng cho đến 12 giờ đêm, thậm chí đến 1 2 giờ sáng những khi đặt hàng ấy thì tôi 1 2 giờ sáng đó là chuyện bình thường và tôi không có bao giờ biết được giấc ngủ trưa là như thế nào cả. Và sau khi một thời gian tôi làm được hơn 1 năm thì cái sức khỏe tôi nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, căng thẳng vô cùng luôn. Thế về đến khi mà tôi mới ngồi nghĩ, tôi dặm hỏi rằng là tôi đang muốn tìm ra một cái công việc để cải thiện cuộc sống mình tốt hơn hay mình đang vùi dập cuộc sống của mình nó tồi tệ hơn. Thì nếu như mà một ngày nào đó sức khỏe tôi không có thì tiền để có thể giúp lại, mua lại cái sức khỏe tôi được không? Và tôi hỏi rằng là nếu như mình cứ làm như thế này thì mình có bao nhiêu sức để bán và mình bán được bao nhiêu nữa? Thế nên là tôi đã quyết định tôi tìm hiểu đến Suri. Thì khi Suri tôi biết đây cách đây rất là lâu rồi ạ. Đó là thủ lĩnh quốc gia Phan Thị Hiếu đã cho tôi cách đây hơn 4 năm rồi. Nhưng tôi không có đón nhận. Thì cũng như là thủ lĩnh vàng quốc gia vừa nãy đã chia sẻ, bởi vì cái niềm tin của tôi vô cùng hạn chế. Thứ nhất là tôi phải nghỉ học rất là sớm. Thứ hai là tôi không có giao lưu bạn bè chơi với bạn bè gì cả. Và đúng là tôi chưa đi ra khỏi Mỹ Tre Nàng thì làm sao mà tôi lại có bạn bè. Và đặc biệt nhất là về công nghệ thì tôi mù tịt luôn, tôi không biết cái gì cả. Chính vì như thế nên là tôi nghĩ là tôi khẳng định là tôi không thể làm được. Như em gái tôi chia sẻ tôi thì tôi nói với em là chị khẳng định chị không thể làm được, chị không phải chị nghĩ nữa. Thế nhưng sau một thời gian khi tôi cũng vật lộn làm với bên truyền thống thì nghiêm túc một buổi chiều tôi ra công ty để học tập. Hôm đó cũng đúng thủ lĩnh vàng quốc gia chia sẻ và tôi nghiêm túc với lại khao khát cái câu chia sẻ của bạn Phạm Thùy Thùy Trang, thì tôi ấn cài đặt vào trong đầu của mình. Rồi sẽ có một ngày anh Trương Huy Cường sẽ nói nên là Phan Hạnh như vậy, Phan Hạnh học hết lớp 3 làm được thì các bạn có làm được không. Thì tôi cài đặt cái niềm tin đó cho mình. Thì sau khi kết hợp cái buổi học đó thì tôi về tôi nghiêm túc tìm hiểu và nghiêm túc học tập. Những cái buổi Zoom đó tôi ngồi tôi ghi chép và tôi học tập này. Tuy nhiên thì các anh chị và các bạn có kiến thức thì học sẽ tiếp thu nó nhanh hơn, nhưng tôi tiếp thu là sẽ chậm hơn. Thế đây là khi những cái buổi chiều ở trên công ty gần như tôi không có bỏ buổi nào cả. Và tôi thường xuyên tôi lên đấy học thì chồng tôi mới bảo rằng là mỗi một cái phụ kiện xe máy, một cái xe máy nó có 520 phụ kiện mà em cập nhật hết được cả giá vào đầu ra, mà cái sản phẩm này nó cũng mấy cái sản phẩm thôi mà ngày nào thấy đi học cũng hiểu là học cái gì cả. Thì tôi nói với chồng tôi là khi mọi người có học và có kiến thức thì mọi người đi học thầy giáo dạy 10 câu thì mọi người sẽ tiếp thu được 8 đến 9 câu. Nhưng em đi học thầy dạy 10 câu em chỉ tiếp thu được 1 câu. Vậy là em phải đến 9 đến 10 buổi em mới bằng được các bạn khác đi học một buổi. Thế nên em hãy cần cù bù thông minh cái lỗ hổng đang bị thiếu rất là nhiều, nên là em phải tích cực, em chịu khó đi học tập thôi ạ. Thì tôi mới kiên trì nên là tôi học tập. Và sau khi tôi cài đặt cho mình cái niềm tin tuyệt đối đó thì sau khi 3 tháng thì tôi mở được sang tháng thứ 4 tôi mở được nhà tư vấn viên cao cấp. Và sau 7 tháng sang tháng thứ 8 tôi mở được nhà tư vấn viên chuyên nghiệp. Thì khi chúng ta đến với Suri thì chúng ta cũng không đòi hỏi bằng cấp. Tuy nhiên có bằng cấp rất là tốt ạ. Thế nhưng chúng ta cũng không
đến với CBD nó vô cùng là đơn giản, chỉ cần chúng ta kiên trì và hành động và học tập làm theo những người thành công ạ. Và khi tôi biết đến với cùng với lại CBD thì tôi cái đầu tiên tôi cảm nhận được và tôi được đó là cái bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người thân trong gia đình của mình. Và cái tiếp theo đó là tôi cảm nhận thấy rõ rệt đầu tiên đó là cái phát triển con người ạ. Nếu như tôi không biết đến CBD thì thật sự tôi không có ngay như ngày hôm nay. Và tôi không biết đến CBD thì tôi không có dám nói như này đâu ạ. Trước kia tôi không có bao giờ dám nói trước mặt ba người, có đến ba người là tôi rất là sợ, tôi rất là run. Tôi không bao giờ dám phát biểu. Thế nhưng bây giờ có thể tôi mọi lúc mọi nơi tất cả tôi đều có dám đưa ra ý kiến ạ. Thì tôi xin được chúc cho những anh chị em nào mới, tư vấn viên nào mới mà khi hôm nay có mặt trên Zoom buổi đầu tiên thì chúng ta hãy kiên trì và hành động. Khi biết đến với CBD vô cùng là đơn giản, chúng ta chỉ kiên trì và hành động thì chúng ta sẽ thành công ạ. Chúng ta đi hết con ngõ nhỏ sẽ đến con đường lớn. Thế nên là với cái sự chia sẻ của tôi thì thực ra là cái câu chuyện với bản thân tôi thì tôi cũng xin được chia sẻ lên đây để tất cả anh chị em chúng ta biết được cái câu chuyện của tôi. Nếu như có một ai đó đang nghĩ rằng là mình không có bằng cấp hay là mình đang cái gì đó niềm tin hạn chế thì các bạn hãy loại bỏ ra khỏi ngoài tai. Chúng ta không đến với CBD, chúng ta không có gì là chúng ta không thể ạ. Mà tất cả mọi thứ chúng ta cứ làm theo những cái thủ lĩnh, những người thành công thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe ạ. Vâng ạ, xin trả lại thân phận thủ lĩnh chúng ta. Rất là tuyệt vời, rất là xúc động khi mà nghe Phan Hạnh, nhà tư vấn chuyên nghiệp chia sẻ. Rất là hạnh phúc đúng không ạ? Chúng ta không còn nhiều thời gian sáng nay nữa thì Cường muốn dành cho một tư vấn viên mới hoặc là anh chị em nào đang tìm hiểu có câu hỏi gì muốn hỏi, hỏi cái gì được đó, tôi sẵn sàng chia sẻ trả lời. Anh chị em nào muốn hỏi thì bật mic nói tôi xin mời Nam Trịnh Vân. Vâng, Trịnh Văn Nam xin mời anh Trịnh Văn Nam. Vâng, xin chào tất cả anh chị. Các anh chị nghe thấy tôi nói không nhỉ? Nghe rõ anh Nam. Vâng. Vâng, xin được hỏi tất cả các anh chị, đặc biệt là các anh chị thủ lĩnh, hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái bí quyết để thành công nhất trong cái việc xây dựng con người trong hệ thống của mình là gì? Và câu hỏi thứ hai là các thành viên ở trong gia đình của các anh chị thủ lĩnh thì có làm tốt công tác của CBD không? Vâng, câu hỏi thứ nhất là bí quyết thành công trong xây dựng con người. Cái thứ hai là các anh chị thành viên trong gia đình có làm CV không, đúng không? Trước khi trả lời anh thì Cường sẽ hỏi anh là anh hiện nay đang ở đâu, làm nghề gì và tại sao anh lại hỏi như vậy? Tôi thì cũng mới được một người giới thiệu cho cái hệ thống CBD và cũng đang muốn tìm hiểu về CBD. Thứ nhất. Thứ hai, tôi đang làm giáo viên tại một cái trường trung học cơ sở ở Bắc Giang, một tỉnh lẻ thôi. Và cũng muốn tham gia để nếu như mà có cái điều kiện, cơ hội cũng như là tất cả để phát triển cái kinh tế gia đình cũng như là tìm một cái niềm vui trong cái công tác ngoài cái công việc chồng người. Vâng, rất là tuyệt vời. Anh đang là một giáo viên. Anh dạy môn gì? Tôi dạy môn giáo dục công dân. Đây là một cái môn phải nói là Cường yêu thích nhất anh ạ. Đây là một môn Cường yêu thích nhất. Thế thì để trả lời câu hỏi của anh trong cái việc chồng người thì... chúng ta ở đây nó sẽ khác những cái môi trường học tập khác, khác với lại cái học tập ở trường lớp. Thường ấy là mọi người học ở trường lớp ấy thì học về kiến thức chuyên môn là chính, đúng không? Và đến khi mà 22 tuổi, 23 tuổi ra ấy là chúng ta sẽ rất nhiều người dừng cái việc học tập hoặc là chỉ học về chuyên môn thôi. Thế nhưng mà ở S69 đó là cái trường huấn luyện đào tạo và làm phúc hưởng lộc để chúng ta phát triển, học về phát triển bản thân và phát triển kinh doanh, ta học hai cái thứ đó nó song song và chúng tôi tập trung rất nhiều về phát triển bản thân. Và S69 chúng tôi có rất là nhiều những cái chương trình huấn luyện và đào tạo lúc nãy trong cái việc chồng người giống như chia sẻ với anh ấy. Sau này mà anh đủ nhân duyên hợp tác với CBD, anh trở thành tư vấn viên trưởng, anh sẽ vào cái trường S69 Dream Team trong cái đào tạo về lãnh đạo ấy, anh sẽ thấy là phải tin ở cấp độ trải nghiệm, đúng không? Anh sẽ cảm nhận được cái môi trường huấn luyện đó. Rồi anh tham dự những cái chương trình huấn luyện, ví dụ như đào tạo nhà đào tạo chẳng hạn, anh sẽ hiểu sâu hơn về giáo dục. Có những sau cái chương trình huấn luyện đó của chúng tôi ấy, có những cái nhà giáo dục, có những anh là phó giám đốc trung tâm giáo dục
và thường xuyên, anh ấy cả đời nghỉ hưu rồi anh bảo anh chưa bao giờ được học những cái điều nó rất là tuyệt vời như vậy. Đấy, rồi có những cái chú mà đã từng làm giám đốc cả đời, giống như chồng cô Thanh, đó, chú bảo là ồ, tại sao nó lại có một cái môi trường mà nó huấn luyện như vậy. Thế thì cái việc chồng người đó là một cái hành trình, cả một cái quá trình. Nhưng có thể chia sẻ một cách đơn giản với anh như thế này: con người, vận mệnh của con người được thay đổi là do môi trường. Cho nên chúng tôi là những người đi đầu ấy, cho nên chúng tôi ý thức của cái việc mà tạo ra một cái môi trường tốt, bởi vì chúng ta biết là sống trong môi trường tốt là phúc đức lớn nhất. Rồi cùng nhau tạo ra cái môi trường S69 ấy, một cái trường đào tạo làm phúc hưởng lộc ấy, bản thân chúng tôi những con người dẫn đầu ấy, phần lớn những anh chị em rất là thân cận và sát với Cường ấy, đều là những người ăn chay trường, tức là hướng tới những cái điều tốt đẹp, hướng tới cái tình yêu thương đấy, và tạo ra một cái môi trường an lành, một cái môi trường trong lành, một cái môi trường lành mạnh, yêu hết mình và cho đi hết mình. Và Sibri thì chúng tôi có 5 cái tiêu chuẩn của chiến binh Sibri. Cái tiêu chuẩn số 1 là sức khỏe tuyệt hảo, cái tiêu chuẩn số 2 thì nó rất gần với lại cái công việc của anh, đấy là trách nhiệm và bổn phận. Trách nhiệm và bổn phận, bởi vì giống như Cường vừa chia sẻ với anh, cái môn giáo dục công dân lẽ ra nó là cái môn học quan trọng nhất trong cái hệ thống giáo dục, thì nó lại trở thành cái môn phụ. Và ở trong S69 này, chúng tôi không chỉ là những cái con người đi kiếm tiền để làm giàu, mà chúng tôi hiểu được rằng là cái việc kiếm tiền và làm giàu đấy nó phải dựa từ đâu. Tức là trách nhiệm của một tư vấn viên và bổn phận của một tư vấn viên Sibri đấy là làm cho cái ngành kinh doanh này này vẽ lại một cái bức tranh nó tuyệt đẹp, nó không giống như những rất nhiều người người ta nghĩ về nó, những con người người ta bôi bẩn về nó, làm xấu với nó. Thì trong vòng 5 năm rưỡi chúng tôi đang vẽ lại một cái bức tranh rất là tuyệt đẹp. Thì trách nhiệm và bổn phận của một tư vấn viên Sibri là mình phải có sức khỏe trước, mình phải mạnh mẽ trước, đẹp trước, yêu đời trước, tích cực, cảm xúc yêu thương, tinh thần lạc quan yêu đời, mình mới có thể giúp đỡ được những người khác. Đấy là cái trách nhiệm của tư vấn viên Sibri, làm cho cái công ty này nó là cái công ty kinh doanh theo mạng trong sáng nhất hành tinh và ở Việt Nam, và ngày hôm nay nó đang rất là trong sáng. Rồi cái trách nhiệm của một tư vấn viên đấy là cần phải học tập để phát triển bản thân, phát triển kinh doanh để giúp đỡ những con người đi theo mình, thay đổi tư duy, thay đổi thế giới bên trong, từ cảm xúc tích cực, từ tinh thần lạc quan yêu đời, từ tư duy của cái người làm chủ thực sự về thời gian, về không gian, về trí tuệ, về các mối quan hệ, vân vân. Thì đấy là cái việc chồng người thường nói có thể vắn tắt một chút xíu như vậy, đúng không? Và cái câu hỏi thứ hai của anh là vậy thì những người thân có làm kinh doanh cùng với lại các thủ lĩnh không? Xin thưa với anh là có những người thân làm cùng và có những người thân không làm. Bởi vì sao? Bởi vì là cái sự lựa chọn của mỗi một con người là khác nhau. Vợ chồng đến với nhau cũng từ hai người xa lạ thôi, đúng không? Đấy, thế thì có những người nhận ra được những cái giá trị tốt đẹp thì họ làm, có những người không nhận ra được thì không làm. Và cái sự đó là cái tôn trọng, cái sự lựa chọn và tôn trọng sự khác biệt và tôn trọng sự quyết định của mỗi người. Nhưng phải nói là trong cái hệ thống của chúng tôi, có thể nói là doanh nghiệp gia đình, có rất nhiều gia đình trở thành biểu tượng, giống như gia đình của thủ lĩnh quốc gia Phạm Tiến Huynh, Đặng Thị Việt Phương. Có em gái ngày hôm nay Đặng Thị Hương Giang cũng là thủ lĩnh. Rồi bố mẹ thì những cái giai đoạn đầu ấy, sử dụng sản phẩm, chia sẻ, kết nối những người tiêu dùng, giúp đỡ được rất là nhiều người bảo vệ sức khỏe. Rồi gia đình của thủ lĩnh quốc gia Phan Thị Hiếu, Phan Thị Hạnh là chị gái của Phan Thị Hiếu cũng làm cùng. Rồi Phạm Thị Thùy Trang, đấy cũng là họ hàng ruột thịt. Phạm Thị Thùy Trang là vợ của em ruột của thủ lĩnh quốc gia Trịnh Xuân Huy. Rồi rất là nhiều những cái con người khác làm cùng. Bản thân Cường thì ngày hôm nay bà xã cũng kinh doanh cùng, vân vân. Có rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái công việc này nó cho phép gia đình cùng nhau hợp tác kinh doanh. Đấy là một cái điều rất là hạnh phúc. Thì đấy là một chút chia sẻ với anh. Thì không biết là cái câu trả lời của Cường có làm anh thỏa mãn không? Và anh có thể bật mic. Xin mời. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Cường và tất cả các anh chị em, và hy vọng rằng là sau một cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ có cái định hướng để có thể đồng hành cùng các anh chị trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn. Chúc cho anh có một cái cuộc sống tốt đẹp, khỏe mạnh và sẽ giúp đỡ được rất là nhiều người, đúng không? Và thay đổi chất lượng cuộc sống của đời. Cảm ơn cái câu hỏi của anh rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nó khác thường lệ một chút đó. Xin mời một câu hỏi cuối cùng. Xin mời một cái câu hỏi cuối cùng của anh chị em nào đang tìm hiểu Sibri, có thể bật mic nói tôi
Xin mời bạn Dung. Dạ. Em chào các anh chị S69. Em là Dung. Hiện tại thì em đang ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Thì em mới tìm hiểu CVR được 10 ngày rồi. Khi mà vào CVR thì thấy cái môi trường của mình rất là ok, và đặc biệt là em nghe cái câu chuyện của chị Anna Nguyễn là cái người mà khiến cho em hâm mộ và quyết định làm CVR. Thì trước khi đến với CVR thì em cũng đã từng làm NOM và từng làm Amway giống như là chị Lê Mỹ Hạnh vậy á, là em làm cả một năm nay rồi. Tuy nhiên thì tức là không có lên được, cho nên là em muốn hỏi là cái bí quyết mà cái cách chị Anna Nguyễn làm là làm sao để mình có thể là lên nhanh hơn, và thứ hai là lên một cách bền vững, và cái tức là em muốn biết cái cách làm đó. How đúng không? Vâng, câu hỏi này thì phải Anna Nguyễn trả lời rồi. Xin mời Anna Nguyễn, cường đã bật mic. Vâng ạ, chào em, chào em Dung. Em là ở hệ thống của thủ lĩnh nào ạ? Ở hệ thống của chị Lê Hồng Hạnh. À dạ vâng ạ. Lê Hồng Hạnh đã là một chiến binh rồi, và chị rất là ngưỡng mộ Lê Hồng Hạnh cũng như là Phạm Ngọc Ánh. Bởi vì em quan tâm đến cái cách làm nhanh ấy. Cái cách làm nhanh là như thế này. Trước tiên ấy là mình phải giải quyết cái thứ trong đầu mình này. Một khi mình muốn nhanh thì cái trong đầu mình nó phải tin nhanh. Cái niềm tin nhanh là cái thứ đầu tiên, và ban đầu mình phải tin bằng lý trí, tức là mình phải dùng tư duy logic của mình để tin. Và sau khi tin rồi á, cái người mà em cần tin nhất chính là Hồng Hạnh, chính là cái người hướng dẫn của em. Tại vì nó sẽ làm cho em đỡ mất thời gian rất nhiều, vì chị Anna là tin anh Cường tuyệt đối. Thực ra nhá, mình cứ nghĩ mà xem, mỗi người đều không hoàn hảo cả. Thế nhưng mà để mình có thể copy sao chép được họ thì mình phải tin tưởng và yêu thương họ, đúng không ạ? Đấy là cái đầu tiên. Và sau đó rồi ý, thứ hai là mình phải tin vào cái hệ thống của mình, và em phải thả mình vào trong hệ thống. Đào tạo thật nhanh. Tất cả những thứ mà em phải đào tạo thật nhanh, tự đào tạo thật nhanh ý, làm cái đầu tiên là phải đào tạo mình cái cách sử dụng sản phẩm đúng đủ đều. Tiên quyết đã là chiến binh S69 thì mỗi tháng phải dùng một lượng hàng tối thiểu bèo nhất 100 điểm để mình khỏe. Và từ cái em cảm nhận cái chương trình đấy thì em mới có thể đi chia sẻ được. Đấy là một cái thứ rất là quan trọng để em bồi dưỡng niềm tin. Cái tiếp theo là gì? Tham gia vào hệ thống càng nhanh càng tốt. Có bao nhiêu cái video hãy nghe được tối đa trong vòng liên tiếp 72 giờ. Lúc này trong vòng 72 giờ đầu tiên ý, đứng ngủ nhiều. Tập trung vào cái việc là đào sâu xuống. Và đây là mình học, cho nên là bút vở luôn luôn phải có. Đó. Và rồi thì lập danh sách người quen, và nhờ Hồng Hạnh để giới thiệu những cái cấu trúc câu như thế nào để có thể tương tác được. Có nhiều người là người ta cứ sợ mà người ta cứ mài dao cả 3 năm hoặc là 1 năm hoặc là vài tháng rồi mới bắt đầu đi cắt trái cây chẳng hạn. Thế thì sẽ bắn rồi chúng ta mới nhắm, chứ chúng ta không nhắm rồi chúng ta mới bắn. Bắn rồi mới nhắm nghĩa là sao? Em, việc của em là cứ mở người tối đa đi, mở tẹt ga tư vấn viên đi. Sau đó ai là tàu vàng thì em sẽ đào tạo. Ok chưa? Chứ bây giờ mình lại phải nhắm ai tàu vàng thì mình mới chiến thì chết. Cho nên là nó đa phần nó là tư duy thôi. Và em hãy đừng bao giờ mà bỏ lỡ bất kể một giây, một phút nào hết á. Sáng ra việc đầu tiên em nghĩ đến phải là CVR. Tối trước khi đi ngủ 11 giờ rồi em vẫn thấy là em đang làm CVR. Và kết nối chặt chẽ với người hướng dẫn của mình. Người hướng dẫn họ có rất nhiều những cái người tầng 1 và nhiều thứ phải lo trong hệ thống. Cứ ai mà khao khát thì người hướng dẫn sẽ hỗ trợ nhiều. Và chị tin chắc rằng là nếu mà em thể hiện khao khát ý, em cứ ham học hỏi, em hỏi nhiều vào thì Hồng Hạnh buộc lòng phải dành nhiều thời gian cho em. Và như thế thì em sẽ lên rất là nhanh. Bởi vì là em gần như em sẽ sao chép được toàn bộ những gì mà Hồng Hạnh giỏi. Cái cách mà mình trở thành người số 1 là gì? Hoặc là mình trở thành là cái người mà làm giỏi ý, là em chọn cái người hướng dẫn của em. Em làm sao để em như là một cái miếng bọt biển ấy, em hấp thụ tất cả những cái gì mà họ có một cách nhanh nhất. Cái lúc họ nói ấy, thì đừng có xử lý trong đầu. Nhiều người rất là hay là hướng dẫn nói thì cứ ở trong đầu mình bắt đầu chiến đấu là ồ tại sao lại thế, cái này đúng hay cái kia sai. Bỏ hết tất cả những gì trong đầu mình có, nghe hết đã, ghi hết xuống, thuộc đi, sau này xử lý sau. Thì chị chẳng có bí quyết gì cả ngoài bí quyết là làm điên cuồng và chia sẻ điên cuồng em ạ. Kết nối và chia sẻ điên cuồng sau khi đã có niềm tin. Và chị tin chắc rằng là với một con tàu vàng thế này thì em được ở trong đội ngũ của Hồng Hạnh cũng như là Phạm Ngọc Ánh cũng làm đội ngũ rất là tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau phát triển và chị mong chờ kết quả của em nhá. Phá kỷ lục đi nhá. Dạ,
Em cảm ơn chị Anna Nguyễn nhiều ạ. Rồi, cảm ơn chia sẻ của Anna Nguyễn và cảm ơn câu hỏi của bạn Dung. Phải nói là sáng ngày hôm nay chúng ta gần 1.000 anh chị em theo dõi trên Zoom, cũng như là hiện nay vẫn trên 300 người đang theo dõi livestream. Chúng ta đã có một cái buổi chia sẻ bằng tất cả những cái tình yêu thương của mình, bằng tất cả những sự trải nghiệm, sự hiểu biết và trí tuệ của mình. Chúng tôi lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp này đến cho cộng đồng người Việt Nam ở khắp giải đất hình chữ S và trên thế giới, để làm sao chúng ta cùng nhau kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp năm châu bốn biển, những người yêu sức khỏe, những người có khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác, để cùng nhau làm giàu tập thể. Chúng ta cùng nhau làm giàu tâm hồn, chúng ta cùng nhau làm giàu cảm xúc, chúng ta cùng nhau làm giàu trí tuệ, chúng ta cùng nhau làm giàu nghị lực, giàu ý chí, giàu ước mơ, giàu khát vọng, giàu tình yêu thương, giàu hoài bão và giàu tâm nhìn, rồi mọi thứ nó sẽ đến với tất cả chúng ta. Và đặc biệt trong cái giai đoạn virus corona khiến cho rất là nhiều những con người đang hoang mang, khiến cho rất là nhiều những chủ doanh nghiệp đang trên bờ vực phá sản hoặc đã phá sản, rất nhiều những con người bị mất công ăn việc làm, thì các chiến binh S69, chúng ta hãy bằng cái sức mạnh niềm tin của mình, bằng ý chí của mình, chúng ta hãy dang rộng vòng tay, nối dài vòng tay, chúng ta kết nối, chúng ta chia sẻ đấy, để giúp cho cuộc đời của mỗi một con người biết đến Siberia khỏe mạnh hơn, phát triển hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi bắt đầu vào cuối năm 2014, bắt đầu bằng con số 0, bắt đầu bằng con số âm, chưa có gì cả. Và ngày hôm nay chúng ta đã tạo ra được một nền tảng vô cùng vững chắc, một cái hệ thống đoàn kết yêu thương thống nhất, ý chí từ trên xuống dưới, rất là tuyệt vời. Và bằng cái sức mạnh đó, bằng cái sự đoàn kết đó, chúng ta hãy cùng nhau mở rộng, hãy lan tỏa thật nhanh giống như Anna Nguyễn chia sẻ, để chúng ta sẽ không phải chứng kiến những cái cảnh những con người bất hạnh về sức khỏe, và những con người có khát vọng tự do đâu đó người ta đang đi tìm kiếm, thì chúng ta hãy chia sẻ để kết nối với họ. Và xin rất là biết ơn và cảm ơn 1.000 anh chị em đã theo dõi trên Zoom, và rất là biết ơn cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi cái video này trực tiếp hoặc gián tiếp. Chúc cho tất cả các bạn có một cái cuộc đời đẹp như mơ, chúc cho tất cả các bạn sống một cuộc sống giàu ý nghĩa, chúc cho tất cả các bạn khi mà sống trên cuộc đời này, từng giây, từng phút, chúng ta hạnh phúc, chúng ta được làm chủ chính mình, được sống là chính mình, được phát triển, được yêu thương, được cống hiến. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Cảm ơn Anna Nguyễn, cảm ơn các thủ lĩnh đã chia sẻ, cảm ơn các tư vấn viên đã đặt câu hỏi, và cảm ơn sự theo dõi, tham gia của tất cả các bạn. Và chúng ta sẽ cùng bắn tim, chúc cuộc đời đẹp như mơ. Rồi. Chuyện đấy thằng chị em đánh một em cảnh đi bình thường mình cùng với tên tên tiêu giam mình trả được hỏi câu hỏi nào không chủ luôn em giống nào chưa có mà em tận gia phân.